là hồ nước trước mặt của em đây. Ban ngày ta sẽ tắm mát, trò chuyện với em. Nhưng ban đêm thì ta cũng phải chịu cô độc trong đêm đen. À không, có những đêm trăng sáng, ta sáng lấp lánh. Lúc đó em hãy ra chơi với ta nha. Công chúa ơi, tôi thấy có một đàn chim đẹp lắm. Chúng to lớn và hiên ngang. Đàn chim chưa từng thấy ở khu rừng này. Chúng đang bay về chỗ chúng ta đó. Liz, em đừng sợ. Anh là Tommy đây. Tất cả các anh đến thăm em nè. Anh nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Đúng là các anh của em rồi. Sao vậy các anh ơi? Mụ Rosa là phù thủy. Mụ đã biến tụi anh thành ra như vậy. Em sẽ tìm cách để các anh trở lại thành người. Em hứa đó. Ông Peter, ông hại tôi rồi. Bây giờ lũ trẻ bay đi mất tiêu. Thuốc ông dạy cho tôi, sao toàn ra những thứ có hại cho tôi? Thuốc hư không phải tại tôi, mà tại bà nôn nóng, ỷ vào phép thuật. Bà hại người lương thiện, vô tội. Nhưng sự trong sáng và tình yêu thương thiêng liêng trong trái tim họ khiến cho họ không thể biến thành quái vật được. Nếu nhà vua biết được chuyện này thì bà khó thoát đó. Đức vua hả? Ông đừng lo, người đã bị ta cho uống thuốc rồi. Ngài ấy chỉ tin lời ta, không tin ai hết. Dần dần ngài sẽ quên cả con cái luôn rồi. Liz, em gái yêu của các anh, bây giờ đã đến lúc các anh phải rời đi. Thiên Nga sẽ chết nếu ở trong rừng. Các anh phải bay qua biển rộng sông sâu thì mới có thể sống được. Anh rất lo em phải ở đây một mình. Dạ, em tạm xa các anh. Nhưng các anh hãy nhớ, em sẽ tìm cách cứu các anh. Hãy tin em, hãy tin chúng ta sẽ gặp lại nhau, các anh nhé. Ôi, các hoàng tử và công chúa xinh đẹp làm sao. Nhưng họ mất mẹ nên thật là bất hạnh. Liz, em hãy đội vương miện của anh. Dù ở trong rừng, em vẫn là công chúa. Em không nhận đâu, đây là vương miện của anh. Hoàng tử Úc phải giữ vương miện chứ. Vương miện của anh đây nè, cũng đẹp chán. Anh dùng đôi cánh để đan nó đó nghe. Vậy anh cho em cái này đi. Em ở trong rừng nên đội cái này đẹp hơn. Wow. Đúng rồi, đẹp quá đi. Công chúa ngủ trong rừng. Đẹp quá đi. Thật như một tiên nữ vậy. Đẹp quá à. Tụi anh phải ra biển đây. Anh đi nha Liz. Anh bay ra biển đây. Anh chú xe ơi. Tạm biệt. Anh bay ra biển đây. Chào chị. Chị ơi, thấy em hôm nay ra sao? Chào công chúa của khu rừng. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của em đó. Những năm qua em đã đánh rơi thật nhiều hạt pha lê xuống đây. Những giọt nước mắt thiên thần mà đau đớn quá. Bác Sally, bác vẫn khỏe chứ? Cháu mừng quá. Bác ơi, cha và dì Rosa có khỏe không? Bác có tin tức gì về các anh của cháu không? Tôi không biết tin gì của các hoàng tử hết. Giờ không biết họ ra sao rồi. Hoàng thượng đang bị bệnh nặng, truyền gọi công chúa về cung liền. Rosa, ta nhớ các con. Nhiều năm qua ta và nàng sống trong cung quạnh quẻ lắm. Hãy đi tìm các con về cho ta. Đức vua ơi, các hoàng tử đã bặc tin. Cho dù thiếp đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng công chúa Liz đã chịu về. Đức vua biết không, thiếp phải năn nỉ nàng út dữ lắm đó. Ở trong rừng có gì vui tới mức con bé quên cả cha của nó. Ta nóng lòng muốn gặp nó. Con bé sắp về tới. Nghe nói nó lớn lên cũng đẹp. Người thấy ta còn là người đẹp nhất hay không? Dĩ nhiên là nàng vẫn đẹp, ngày càng đẹp. Nhưng thật lòng, tôi thấy công chúa có phần đẹp hơn một chút. Vì công chúa có thanh xuân, có sự dịu hiền mà nàng không có. Phản bội ta, ta giết ngươi.
Nghe đây, ta cần đến phép thuật của các ngươi. Còn bé Lis sắp về và vô đây tắm táp trước khi gặp vua cha. Ta muốn nhà vua ghê tởm nó và đuổi nó đi. Cô ta dám chọc giận hoàng hậu sao? Cô ta đúng là không biết trời cao đất dày gì mà. Bởi vậy nên ngươi hãy nhảy lên đầu nó lúc nó tắm, làm cho mái tóc ấu ả thành mùi nhùi xấu xí hôi hám. Tóc té mà làm không xong thì để tôi ra tay nha. Yên chí, ngươi có việc của ngươi, ngươi bám trên trán nó, làm nó hoảng sợ, da dẻ hết mịn màng, xù xì và ghẻ lở. Còn tôi, hết chuyện cho tôi làm rồi sao? Ngươi hãy kề cái miệng hôi thối của ngươi vào tai nó, cho nó nghe toàn những lời xấu xa. Nó sẽ nhập tâm và biến thành một đứa con gái điêu ngoa giả dối. Các ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi, thưa người đàn bà đẹp nhất tham gia. Happy birthday, mừng công chúa nhỏ của chúng ta 6 tuổi. Ôi, cháu gái xinh đẹp đã về. Con có nhớ ta không? Ta thấy con ở trong rừng vui quá nên không nỡ gọi về cung. Hôm nay cha con bệnh, nhớ con lắm nên ta kêu người đón con về. Dạ, dì ơi, cho con gặp vua cha ngay đi, con nhớ người lắm. Dĩ nhiên rồi. Con đi đường xa cả ngày nên sạch sẽ trước khi gặp vua cha chứ. Ta đã kêu tỳ nữ chuẩn bị nước thơm. Con đi tắm rồi dùng cơm tối với hoàng thượng nhé. Cha con đang nóng lòng chờ con. Ôi, ngốc, các người chui từ cửa sổ vô đây hả? Ở đây nước nhiều lắm, tắm táp cho sạch nhé. Chuyện gì đây? Những con cốc của ta đâu rồi? Lis, người hãy đi cùng ta đến nơi này ngay lập tức. Đi đâu vậy dì ơi? Xin dì hãy cho con gặp cha. Peter, hãy giải thích cho ta, tại sao ta đã sai ba con cốc của ngươi đi làm việc mà con bé này vẫn xinh đẹp? Ba con cốc của ta còn bị biến thành ba bông hồng nữa. Bà ơi, ma thuật đã bất lực trước tâm hồn trong trẻo của cô bé này rồi. Không phải lúc nào chúng ta cũng dùng ma thuật hại người được đâu. Có khi còn bị cảm hóa ngược lại nữa. Thậm chí mấy con cốc xấu xí cũng trở thành bông hồng luôn. Nghĩ cũng thích chứ. Công chúa, người thật là đáng khen. Thôi, vậy ta phải làm bằng chính tay mình mới được. Phép thuật ơi là phép thuật, pháp sư ơi là pháp sư. Ta không chịu thua nhan sắc của ngươi. Đây là giữa trái hồ đào, nó đen thui và rít chịch, sẽ bám vào da mặt của ngươi. Con xin gì? Con đau lắm. Khỏi xin xỏ vô ích. Đi, ai biểu người xinh đẹp làm chi? Đứa bé nào vậy? Con gái của ta đâu? Hoàng thượng ơi, con gái cưng mà ngài muốn gặp đó, nó lêu lỏng ở trong rừng, bị quỷ tha ma bắt sao mà người ngợm ra như vậy. Thiếp đã cho người tắm rửa mà vẫn dơ. Thưa cha, không phải như vậy đâu ạ. Mong hoàng thượng xem xét. Chính hạ thần là người vào rừng đón công chúa về. Công chúa xinh đẹp lắm, vừa nhìn thấy công chúa là thần nhận ra ngay. Chắc khi vào cung, công chúa lại bị ai đó hại nữa rồi. Tên hệ bách lẻo kia, mấy năm nay ngươi ăn hại hoàng cung, cô muốn ta đuổi ngươi đi luôn không? Thôi thôi, mọi người hãy nghe cho rõ đi. Đứa bé xấu xí dơ bẩn này không phải là con gái của ta. Hãy đuổi nó ra khỏi hoàng cung ngay. Công chúa, tôi sẽ tìm cách vào rừng với công chúa. Công chúa hãy can đảm nha. Công chúa ơi, em đừng nhìn vào hồ nước nữa, em sẽ khóc đó. Các bạn ơi, tôi xấu xí lắm phải không? Công chúa dễ thương, sự xấu xí bên ngoài chỉ là tạm thời. Tâm hồn cao đẹp của người sẽ làm người đẹp hơn ngàn lần. Nào, hãy dùng nước của tôi sẽ giúp người. Trời ơi, ta xấu như vậy thì vua cha hoảng sợ là phải. Ta không trách người nữa. Nếu nhắm mắt trong rừng lâu
trong gió sẽ được nghe thấy tiếng chim hay. Cốc cốc cốc, công chúa dậy đi, tôi tìm được thuyền rồi. Nhưng sao các bạn tìm được chiếc thuyền này? Bí mật, bí mật. Chiếc thuyền này chỉ chở người đẹp và người tốt thôi. Tôi nghe nói cách đây khoảng 100 dặm, trên bờ biển có một đàn thiên nga rất đẹp. Công chúa hãy đến đó thử coi sao, biết đâu đó là các hoàng tử. Tạm biệt và cảm ơn các bạn rất nhiều. Công chúa ơi, tôi chỉ đưa nàng được đến đây thôi. Ngoài kia là sông nhỏ, rồi sông lớn và biển cả. Nếu muốn tìm các anh, nàng phải tự chèo chống và không được nản lòng. Tôi hiểu rồi, cảm ơn hồ nước bao dung và tinh khiết. Tôi đi nhé. Cháu chào bà. Bà ơi, bà có biết đây là đâu không ạ? Cháu nhỏ xinh đẹp quá. Cháu đi đâu một mình chèo thuyền giữa sông rộng vậy? Lần đầu tiên ta thấy một cô gái lẻ loi như cháu đến nơi này đó. Thưa bà, cháu đi tìm các anh của cháu. Các anh là người, nhưng bị phù thủy quá phép thành một đàn thiên nga. Vậy sao? Cháu vào nhà ta sưởi ấm và nghỉ ngơi đã. Ôi, một cô bé can đảm, đường còn xa lắm cháu. Những con thiên nga không sống ở đây, chúng ở bờ biển. Cháu chưa thấy biển bao giờ. Biển như thế nào hả bà? Biển là hàng ngàn hồ nước và sông suối hợp lại. Nó mênh mông, vô tận và luôn có sóng gió. Chiếc thuyền bè nhỏ xíu kia của cháu làm sao mà ra tới biển, cháu có sợ không? Dạ, sợ chứ ạ. Nhưng cháu phải ra biển, nhất định cháu phải đi thì mới hy vọng gặp các anh. À, ta nhớ rồi. Cách đây mấy hôm, có một đàn thiên nga bay ngang qua đây. Chúng trắng muốt à, đẹp lắm. Nếu vậy, ta khuyên cháu hãy ở lại đây với ta. Chúng đã bay qua, chắc chắn sẽ có ngày chúng bay lại. Cháu cảm ơn bà, nhưng cháu muốn gặp các anh càng sớm càng tốt. Thượng đế, mẹ và các bà tiên sẽ giúp đỡ cháu. Chúc cháu may mắn và biết cách dựa vào chính mình nha. Đức vua, vì sao ngài có chiếc lông thiên nga này? Ta không biết. Đêm qua ta nằm mơ thấy các con. Tỉnh dậy ta nhìn thấy chiếc lông thiên nga ở trên giường. Cha ơi, cha ơi, chúng con ở đây nè. Cha ra cửa sổ đi cha. Angelo phải không? Cha nghe tiếng của con. Các con đang ở đâu? Cha ơi, cha ra chơi trốn tìm với tụi con đi. Tụi con phải bay ngàn dặm mới về đây gặp cha được. Các con chờ cha ngoài giường nha. Cha ra đi, cha ra liền. Đức vua, trời tối vậy ngài đi đâu? Rosa, các hoàng tử đã về. Các con đã về. Ta ra giường gặp các con. Sao lại là một đàn thiên nga? Các con của ta đâu? Tommy, con và các em con ở đâu? Dạ, con là Tommy đây. Tụi con 11 đứa, cha không nhận ra sao? Các con ơi, nhiều năm qua ta vô cùng nhớ thương các con. Hãy nói cho ta biết, vì sao các con ra nông nỗi này? Kẻ nào đã hại các con? Kẻ đó ở sau lưng cha kìa. Con nói sao? Nó là hoàng hậu Rosa. Đừng bay, các con đừng bay, hãy ở lại với ta. Nửa năm qua. Trong giấc mơ của ta, các hoàng tử nói là nàng đã hại chúng nó, nhưng ta không tin. Phải đó, Đức vua ơi, hoàng ức cho thiếp quá. Ngài đưa thiếp chiếc lông thiên nga đi, ngài đừng giữ nó nữa.
ta đến biển rồi. Sóng lớn quá. Ta đã chết rồi. Thì ra biển cả dữ dội như vậy. Nhưng viên đá này, biển đã làm nó từ góc cạnh trở nên trơn tru. Ta cũng vậy, sẽ không bao giờ mệt mỏi. Ta hiểu biển dạy ta điều gì. Nếu kiên trì, ta sẽ tìm thấy các anh của ta. Chào cô gái nhỏ, tỉnh dậy đi, biển lặn sóng rồi, đẹp lắm. Cô hãy nhìn mặt trời lên kia kìa. Cô có đói bụng không? Ta đãi cô rong biển ngon lắm, tha hồ cho cô ăn. Cô chịu khó đợi nha. Tôi cảm ơn lòng tốt của rùa. Tôi sẽ cùng đi nhấc rong biển với rùa. Tôi cũng phải lao động thì mới có thức ăn. Công chúa ơi, lại đây khôi nè. Rùa biển ơi, chúng ta chờ mấy ngày rồi, sao không thấy ai về hết? Hải âu tụ tập về nhiều rồi đó công chúa. Khi đủ đàn rồi, chúng sẽ bay đi hết. Lúc đó biển lặng, những con chim lớn như thiên nga sẽ về. Đừng nản lòng nha công chúa. Công chúa có vật gì đẹp quá. Chiếc ống này do ta nhặt vỏ ốc làm đó. Nó giúp ta nhìn thấy xa hơn, rõ hơn khi các anh tới. Công chúa giỏi quá, thông minh ghê luôn á. Ừ, cho tôi xem với, được không? Trời ơi, họ về kìa. Công chúa ơi, tôi nhìn thấy rồi. Nè 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 nè, công chúa coi kìa. Liz. Hơi làn gió bên trời, xin hãy chẳng lôi mây trôi, để người tiên ở lại cả mùa dưa lòng đời. Wow. Hay quá. Em hát hay quá. Đã lớn, xinh đẹp hơn xưa. Nước da nâu chứ không trắng trẻo như trước, nhưng mà xinh đẹp vô cùng. Em ấy đã phải chịu biết bao vất vả mới gặp được chúng ta. Đường từ rừng ra biển xa xôi biết mấy, tụi anh bay còn mỏi cánh nữa là. Em biết không, tụi anh phải bay lượn suốt ngày, chỉ được trở lại thành người khi mặt trời lặn. Vì vậy tụi anh phải bay sát bờ biển khi gần tối. Nếu lúc đó vẫn còn bay trên cao ở ngoài khơi, tụi anh mất cánh sẽ bị rơi xuống biển. Em biết không, đây không phải là nơi ở của tụi anh. Tụi anh ở bờ biển bên kia lận. Đường qua bên đó rất xa, phải vượt qua đại dương này và không có chỗ hạ cánh. Ở chính giữa đại dương chỉ có một tảng đá duy nhất, giống như tảng đá này nè, mà tụi anh phải chen chúc nhau để nghỉ chân. Khi thủy triều lên, nước dâng, tụi anh bị ướt ngập đến cổ. Nhưng tụi anh vẫn biết ơn tảng đá ở đó, để tụi anh có chỗ nghỉ đêm khi trở lại thành người. Tụi anh đã bay trở về quê hương của chúng ta hai lần, mỗi lần bay là mất mấy tháng. Từ trên cao, tụi anh đã nhìn thấy hoàng cung của chúng ta, thấy cha và thấy ngôi mộ của mẹ nữa. Tụi anh thấy vườn thượng uyển thân yêu, thấy bãi cỏ tuyệt đẹp mà chúng ta từng chơi đùa nữa. Cả những người dân đang cày cấy, nhảy múa. Anh nhớ chúng ta từng rời khỏi hoàng cung cùng bác hề sạc ly đi nhảy múa với họ. Nhưng tụi anh luôn quay lại tảng đá này. Mỗi năm tụi anh về đã dài ngày. May mắn quá, tụi anh đã gặp được em. Các em ơi, lại đây có vách đá che cho chúng ta nè. Nhưng miệng của các anh đâu? Rớt mất hết rồi sao? Không hề mất nha. Tụi anh cất ở một nơi an toàn lắm. Nhưng rất xa nơi này. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đội dương miệng về với vua cha. Liz ơi, tụi anh chỉ ở đây được 2 ngày thôi. Hay là em đi theo tụi anh nha? Phải đó, em đi theo tụi anh đi. Nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta không có tàu bè gì cả. Em ở đây chờ các anh cũng được. Em sẽ nghĩ cách cứu các anh. Bây giờ đã khuya rồi, hay là em đi ngủ đi. Các em, từ lâu chúng ta không còn nhắc đến tội lỗi của dì Rosa với chúng ta nữa. Hãy quên bà phù thủy ấy đi,
để tận hưởng sự sum họp này. Em sẽ cứu các anh, em sẽ cứu các anh thoát khỏi hình dáng thiên nga. Nàng đừng đóng cửa, các con ta sẽ về và gọi ta. Ta chờ nghe tiếng của chúng. Hôm qua ta lại nằm mơ thấy Alice. Nàng trách ta bỏ rơi các con. Nàng nói đứa bé xấu xí hôm trước chính là công chúa Liz. Các hoàng tử đã rời đi lâu lắm rồi, ngài không nhớ sao? Còn công chúa Liz về thì ngài đuổi đi. Ta không đuổi con gái Liz bé bỏng, là ta không nhận ra con bé. Ta đã lú lẫn rồi chăng? Con gái cưng của ta giờ con đang ở đâu? Canh ơi, cho em theo với. Chiều tối đi bé. Ha. Anh về với em nè. Mấy anh nói anh hãy ở lại với em. Ngày hôm đó, Thiên Nga Úc Angelo ở lại bãi biển với em gái. Họ đã ở bên nhau. Tuy anh trai mang hình dáng Thiên Nga, nhưng hai anh em cực kỳ hạnh phúc. Liz thân yêu, em nghe đây. Ngày mai tụi anh phải đi và một năm nữa mới quay trở lại đây. Nhưng tụi anh không thể để em ở lại chỗ này một mình được. Em có can đảm đi theo tụi anh không? Em đi theo các anh. Các anh đừng bỏ em lại đây. Em không sợ phải ở một mình, nhưng em rất nhớ các anh. Tụi anh đã bàn bạc với nhau rồi. Cánh của tụi anh chấp lại sẽ đủ sức mang em đi về bờ biển bên kia. Nào, chúng ta bắt tay đan lưới nha. Em gái chúng ta sẽ nằm trên tấm lưới đó. Thức ăn đó, em ăn đi. Tối qua anh vào rừng hái cho em đó. Hoàng tử Úc thương em gái ghê ta. Liz ơi, em có chóng mặt không? Chúng ta đã bay xa đất liền lắm rồi đó. Em không sao hết. Vui quá các anh ơi. Em đang ở trên trời, như một giấc mơ vậy. Vậy chúng ta phải cảm ơn bà phù thủy đã cho chúng ta làm chim bay đi khắp nơi chứ, đúng không? Em nhìn đám mây to kia kìa. Trời ơi, hình của chúng ta kìa các anh ơi. Mây đẹp như một chiếc gương thần. Hình như em Liz của chúng ta là công chúa đầu tiên được bay lên trời thì phải. Nhưng sau này già đi, không lẽ chúng ta vừa bay vừa ho lụ khụ sao mọi người? Anh đừng lo, em sẽ tìm cách cứu các anh mà. Sẽ cứu các anh. Em nhớ cứu hoàng tử Úc trước đó nha. Cứu Thiên Nga xong thì tha thứ cho dì Rosa luôn nha. Đúng vậy. Đúng rồi. Ta làm người giả được rồi. Nhưng sao chúng nó không nói chuyện nhúc nhích gì được hết? Rosa, tôi tìm được cây này hay lắm. Bà nấu thử đi, sẽ ra loại thuốc cứu người đó. Cứu người thì không phải chuyện của ta rồi, nhưng ta cũng tò mò. Nó là cây tầm ma ở trong khu rừng bên kia đại dương, cách chúng ta hàng chục ngàn cây số. Chắc có con đại bàng nào bay lạc tới thả vào đây. Nó mọc đầy trong những nghĩa trang hoang vắng. Tôi để ở đây nha Rosa, để khi nào cần đến thì dùng. Ta chưa biết nó có công dụng phép thuật như ông nói không, nhưng ông cứ cất đi. Dù sao thì chai thuốc nhỏ xíu kia cũng không đủ để cứu chục con thiên nga kềnh càng nạn nhân của ta. Người gì mà ác độc, ác giả ác báo, nói hoài cũng không chịu nghe. Nguy rồi. Hôm nay dì phải mang theo ta, nên các anh bay chậm, chắc không đến kịp tảng đá giữa biển trước khi trời tối. Các anh rớt xuống biển chết đuối hết thì sao? Xin thượng đế linh thiêng, mẹ ơi, mẹ Alice của chúng con, hãy giúp con tìm thấy tảng đá. Mẹ ơi, ngày nào các anh cũng gặp nguy hiểm giữa biển khơi, con phải làm thế nào để cứu các anh đây? Mẹ ơi. Các anh ơi, đêm nào các anh cũng phải chịu cảnh đứng trong tảng đá như tối qua sao? Không đâu em, các anh cũng có một nơi để ở, nơi đó đẹp lắm, nhưng là chim thì phải bay,
chim có tổ có nhà chứ. Nhưng chỉ được ở nhà ít thôi. Chiều nay chúng ta sẽ về tới nhà. Đây là đảo Thiên Nga, nhà của chúng ta đó. Mùa bão tố các anh về đây trú ẩn. Chào mừng tôi rồi. Đến đảo Tố Đảo. Liz, phòng ngủ của em đây. Hôm nay chúng ta không phải ngủ đứng ngoài biển nữa. Ngày mai em có được gặp lại các anh không? Mai các anh phải bay đi kiếm thức ăn và hạt giống để thả xuống khu rừng này. Chiều tối các anh lại về. Vậy em ở nhà nấu cơm chờ các anh về. Ừ, dĩ nhiên rồi. Bây giờ em là cô chúa đảo mà. Tối nay em muốn mơ thấy gì? Em mong mơ gặp tiên để hỏi phép cứu các anh thôi. Em ước nguyện các anh trở lại là người như xưa. Chào công chúa, em gái của đàn Thiên Nga. Chào công chúa. Sao công chúa buồn vậy? Có cần chúng tôi giúp việc không? Ánh sáng của chúng tôi có đủ dùng cho công chúa không? Đơm đớm ơi, ước gì ta gặp được một bà tiên. Ta sẽ hỏi tiên làm cách nào để cứu các anh của ta. Công chúa ngủ đi, chúng tôi sẽ đi gọi bà tiên tên Morgan cho công chúa. Liz, dậy đi, ta đến đây. Dậy mau, ta không có nhiều thời gian đâu. Bà ơi, bà là ai? Bà đẹp quá. Đẹp giống y hệt mấy bà tiên con thấy trong sách vậy đó. Ta là Morgan, bạn của mẹ con trên trời đó. Mẹ con nghe tiếng con kêu, nhưng chưa đến hạn xuống trần gian nên nhờ ta xuống giúp con. Bà ơi, con chỉ mong muốn một chuyện thôi. Con muốn cứu các anh con. Bà ơi, hãy giúp con. Hãy giúp con. Con gái, hãy nín đi. Ta thấu hiểu tình thương yêu của con với các anh. Các anh của con có thể được giải thoát nếu con có đủ sự nhẫn nại, biết chịu khổ nhục và hết sức can đảm. Con có làm được không? Bà ơi, con chịu được hết. Con làm được hết. Bà hãy nói cho con biết phải làm gì. Đây là cây tầm ma, tức là cây trị ma, trị những phép thuật xấu của bọn pháp sư và phù thủy ác độc. Cây này rất độc và cứng. Cây tầm ma có nhiều gai nhỏ nên còn gọi là tầm gai. Gai của nó làm phỏng và rách da. Quanh cái hang con đang ngủ đây, cây tầm ma mọc nhiều vì gần nghĩa địa. Tầm ma ở nghĩa địa mới dùng được, con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Con mừng quá. Bàn tay con mềm mại quá. Tội nghiệp cho con sẽ phải rác bỏng và đau đớn. Con thấy nước không? Nước cọ xác làm đá cứng cũng phải mòn. Nhưng nước không có tim nên không thấy sự đau như bàn tay của con phải chịu đựng. Con chịu cực tự mình hái về, lấy chân dẫm nát nó để có được những sợi gai may áo. Con phải may 11 chiếc áo dài tay. Con may xong hoàng lên 11 con thiên nga, phép ma sẽ tiêu tan. Công chúa ơi, công chúa đã biết cách làm chưa? Bà Morgan khó lắm đó. Không phải ai bà cũng hiện ra để giúp đâu. Ta biết, nên ta sẽ nghe lời bà. Đơm đớm ơi, ta không thể nói với ai được hết. Từ lúc bắt đầu cho đến khi dệt xong 11 chiếc áo, con không được nói dù là một chữ một lời nào hết. Dù phải dệt bao nhiêu năm cũng không được nói. Một tiếng con thốt ra là một nhát dao đâm chết tất cả các anh con. Nhớ nha, tính mạng của họ là do con nắm giữ đó, nhớ chưa? Dạ, thưa bà, con ghi nhớ kỹ rồi ạ. Con vô cùng cảm ơn Thượng Đế, bà Morgan, mẹ Alice đã dạy con cách cứu các anh. Giờ con đi hái tà ma liền đi ạ. Công chúa đau lắm phải không? Đơm đớm ơi, những lời cuối cùng mà ta được nói là nói với đơm đớm đó. Từ giờ trở đi, ta phải im lặng hoàn toàn để dịch áo cho các anh. Đơm đớm thông cảm cho ta nghe. Bắt đầu đi công chúa, làm xong sớm một ngày thì sẽ cứu được các hoàng tử sớm thêm một ngày. Công chúa sẽ sớm được nói chuyện trở lại.
Em út, sao em khóc vậy? Trước giờ thấy em luôn cười nói giỡn hết, có khi nào khóc đâu. Các anh ơi, đêm qua em mơ thấy mẹ. Mẹ nói anh em mình sẽ được cứu. Các anh có tin không? Tưởng gì, vậy mà cũng khóc nữa. Anh cũng mơ thấy mẹ nè. Mẹ nói chúng ta sẽ có áo mới đó. Thôi, chúng ta bay nhanh lên. Em Liz đợi ở nhà. Về trễ lại mấy lo lắng lắm. Trời sắp tối rồi. Các anh ơi, mau về đi. Bữa nay em lượm được một cái nồi trên bãi biển. Em mò được cá, sò nữa. Hả? Sao tay của em bị sưng vậy Liz? Đưa anh coi, em bị phỏng nước sôi hay sao? Em ở nhà có sao không? Có ai tới ăn hiếp em không? Đảo này không có người, chỉ có thú hiền thôi. Nhưng gặp chuyện không hay phải nói với các anh nhé. Nhưng tại sao từ lúc về đến bây giờ anh không thấy em nói câu nào hết vậy? Mọi hôm em nói líu lo như chim đó mà. Phải, lạ ghê. Con chim nhỏ hót vang lừng bữa nay im ru. Đưa tay cho anh coi. Hả? Trời ơi. Các anh ơi, em không thể nói được, không thể nói ra lời. Nhưng em thấy ấm áp và bớt đau đớn nhiều lắm. Em may áo cho các anh phải không? Đây là vải gì mà dày và cứng quá vậy? Hèn gì tay em bị thương nặng quá. Thôi, em đừng may nữa. Hèn gì? Hôm qua anh nằm mơ thấy mẹ về nói rằng chúng ta sẽ có áo mới. Anh nghĩ đây không phải áo thường đâu. Liz ơi, em giỏi quá. Thôi, anh hiểu rồi. Anh hiểu rồi, Liz ơi. Các em ơi. Angelo, em đừng khóc nữa. Hãy dành nước mắt để chiều về nhỏ lên hai bàn tay sưng đỏ của em Liz, cho em ấy đỡ đau. Hôm qua anh nhìn thấy nước mắt của em làm cho tay của Liz bớt sưng nhiều đó. Đúng vậy, em ấy rất can đảm. Em ấy đang làm việc gì đó, chịu lời nguyền và quan quốc nào đó để mong cứu chúng ta. Em ấy rất tin vào điều em ấy làm. Đúng vậy, chúng ta thương em ấy. Các ngươi biết đây là đâu không? Hình như đây là một đảo quan không có người ở. Ta chỉ ghé vào xem một lúc thôi. Tôi thấy có khói, hình như xa xa kia có người. Chúng ta vừa vượt biển rất mệt, được vua hãy lên đó nghỉ ngơi. Haman, ngươi đưa ống dòm cho ta xem. Hình như có một người đang làm gì đó. Ôi, một cô gái xinh đẹp quá. Nàng là ai? Sao ở một mình trên đảo này? Hoàng thượng, tôi trông cô gái này không phải là người ở biển hay rừng. Cô ta có vẻ đẹp quý phái, lạ lắm. Ta cũng nghĩ như ngươi. Này cô gái kiều diễm kia, cô tên gì? Cô kia, nhà vua hỏi sao không trả lời? Tại cô làm sao vậy? Ôi, tội nghiệp nàng quá. Ta là Richard, bên cạnh xứ của vua Odi. Nàng có nghe nói về đất nước của ta không? Trời ơi, thì ra đó là Richard, hàng xóm gần gũi của nước ta. Sao ta có thể gặp chàng ở nơi xa xôi vậy chứ? Ta muốn hỏi thăm vua cha quá. Ta đi khám phá những miền đất mới bằng tàu biển, lên đến nhiều ngày rồi tình cờ cập bến này. Ta không ngờ có một tuyệt sắc giai nhân ở đây. Đức vua, chúng ta không thể ở lâu, phải xuôi dòng nước ấm trở về thôi ạ. Cô gái, nàng theo ta về đất nước của ta nhé. Nàng quý phái, đẹp người đẹp nết như vậy, không thể ở nơi này được. Nàng hãy tin ta, về đất liền với ta, ta không làm hại nàng đâu, ta hứa. Nàng không nói được phải không? Hay ra dấu, ta sẽ làm theo ý nàng. Theo vua đi ra về gần nhà, mong rằng lúc may xong áo, các anh sẽ trở lại thành hoàng tử ở gần với đất nước của ta. Nhưng ở nơi đó, không biết có dây tầm ma để may áo không? Ta xin vua đi hái thêm mới được. Còn các anh nữa, ta sẽ để lại dấu tích, hy vọng các anh sẽ biết và bay theo ta. Đức vua,
tôi nghi ngờ cô gái này quá. Không nói không rằng, dẫn chúng ta vô nghĩa trang để làm gì? Đức vua coi chừng ả là phù thủy đó. Ngươi thật đa nghi, phù thủy sao có thể xinh đẹp thánh thiện như vậy được? Ta linh cảm đây là người tốt, rất tốt nữa là khác. Ngươi hãy tin vào linh cảm của ta đi. Đức vua, tôi cũng có linh tính của mình. Tôi nói không sai đâu, cô ta đáng nghi lắm. Để rồi ngài coi. Nàng ấy vẽ hình tên cướp biển giống ta ghê. Các anh ơi, em gặp vua đi ra. Ngài là người tốt. Nếu em cãi lại ngài ấy không chịu về đất liền thì sẽ rắc rối phiền hà cho chúng ta. Em sẽ tiếp tục may áo cứu các anh. Hãy bay đến đất liền với em nhé. Tạm biệt. Đức vua, ngài đã già yếu, hơn nữa không thể bỏ việc triều đình mà đi đâu được. Ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi, các hoàng tử và công chúa sẽ trở về. Charlie à, ngươi nghĩ coi, ta có con cái đông đúc mà phải quạnh quẻ, còn hoàng hậu nữa, nàng cứ đi đâu mất biệt, ta chịu không quản được nàng luôn. Nếu đức vua biết rõ hoàng hậu đi đâu làm gì thì ngài không mất con đâu ngài ơi. Charlie, ngươi thật hỗn láo. Ý ta coi ngươi là bạn mà muốn nói gì cũng được sao? Ngươi cũng dám nghi ngờ hoàng hậu Rosa của ta? Đến đâu, đánh hắn 20 roi cho ta. Dạ, dạ. Đức vua, xin ngài dừng tay. Đau quá, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ngài đừng u mê nữa, hãy tỉnh táo lại đi. Hãy cho ta biết nàng là ai. Chỉ những cô gái quyền quý mới có được cung cách như này. Ta thật may mắn khi gặp được nàng. Đức vua, xin ngài hãy tha lỗi cho tôi. Khi tôi không thể nói chuyện với ngài, hãy cho tôi thời gian để cứu các anh trước. Ta thấy lúc nào nàng cũng như muốn nói với ta điều gì đó. Nàng yên tâm, ta không làm gì có hại cho nàng đâu. Sau đó tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để đền đáp công ơn của ngài. Coi kìa, họ khiêu vũ với nhau thật tình tứ. Nhưng cô gái kia là ai? Ta phải làm sáng tỏ để đức vua không u mê nữa. Ta cho để trong phòng đóng cành lá và chiếc áo bằng lá cây nàng may xong. Tất cả đều quen thuộc với nàng. Nàng cứ tiếp tục việc của mình đi nhé. Cần gì thêm, nàng hãy cho ta biết. Cảm ơn ngài đã hiểu lòng tôi. Nàng cười rồi. Đây là nụ cười đầu tiên từ khi ta gặp nàng đó. Các em nghe đây, anh biết là các em rất cực khổ. Thay vì được nghỉ ngơi an toàn ở trên đảo Thiên Nga thì bây giờ chúng ta phải theo Lys bay ngược trở về. Trong đêm tối bão tố, phải đứng chen chân như thế này. Anh đừng lo, chúng em hiểu mà. Chúng ta không thể bỏ mặc em ấy được. Em ấy bị bắt làm tù binh rồi. Angelo, em cứ hở ra là khóc. Lys đã để lại tín hiệu cho chúng ta là em ấy theo nhà vua Richard. Vậy ngày mai chúng ta cố gắng bay nhanh để đến được đất liền nơi em ấy ở. Em linh cảm Lys gặp may hơn rủi, và anh em chúng ta cũng sắp được cứu rồi. Hãy tin vào em ấy đi. Nhưng đáng tiếc, ban đêm chúng ta không thể nào bay được. Mẹ Alice ơi, bà Tim Morgan ơi, xin hãy giúp con thêm can đảm chịu đựng những cơn đau khủng khiếp này. Con đã may được tới chiếc áo thứ bảy rồi. Tội nghiệp con gái ngoan của tôi, con hãy cố gắng con nha. Việc sắp xong rồi, các anh con sẽ trở lại thành người. Cha con sẽ vui mừng, lúc đó mẹ mới được yên lòng. Mẹ ơi, mẹ về rồi, con mừng quá. Mẹ ở đây với con, đã lâu lắm rồi con không nói chuyện với ai. Mẹ ơi, con ngủ đi, ngủ một chút sẽ đỡ đau. Mẹ đi thăm các anh của con, mẹ nhớ chúng lắm. Mẹ ơi, con đi với, con muốn gặp các anh lắm. Không được,
con phải ở nhà may áo cứu các anh, con không nhớ sao? Mẹ thương tất cả các con, nhưng làm mẹ lúc phân ly là vậy, gần đứa này thì phải xa đứa kia. Hết sợi tà ma rồi. May quá, lúc sáng ta đã thử tìm đường ra nghĩa trang trước, giờ ta đi hái cũng nhanh. Thật sợ quá. Lis ơi, hãy can đảm. Lis hết can đảm nha. Có một bụi to cành tầm ma kia. Cố lên. Ta hãy giúp nàng đây. Mau mau quay về trước khi đám phù thủy ở đây phát hiện và muốn bắt giữ nàng. Mau lên. Về đất liền rồi. Từ hôm nay chúng ta chỉ bay quanh quẩn ở đây để chờ tin của em Liz. Buổi tối chúng ta bay ngược ra bãi biển ngủ phải không anh? Phải, chỉ đất liền và bờ biển thôi, không ra khơi nữa cho đến khi gặp được em Liz. Tuân lệnh anh. Ngài pháp sư, giờ thì các quan đã ra về hết. Ngươi có chuyện riêng gì muốn nói với ta thì nói nhanh lên. Xin đức vua hãy lắng nghe lời chân tình của hạ thần. Thần thề đó là sự thật. Ngươi bài vẽ quá, trước giờ ta đâu có nghi ngờ gì ngươi. Đức vua, tối qua nàng Lít yêu dấu của ngài lén lút ra khỏi hoàng cung, một mình đi tới nghĩa trang Lơ Xoa. Ngươi nói sao? Nghĩa trang Lơ Xoa cách đây 2 dặm. Nàng làm gì ở đó? Sao ngươi biết? Xin đức vua tha lỗi, thần rất nghi ngờ hành tung khó hiểu của nàng này nên luôn để ý theo dõi. Không sao đâu, ta biết ngươi cảnh giác cũng vì sự an nguy của ta. Nói tiếp đi. Thần theo sát gót mà nàng không hay biết. Nàng đến nghĩa trang như một người đã thạo đường đi nước bước từ lâu. Nàng không tỏ vẻ sợ hãi gì hết. Ta hiểu rồi. Liz đi hái loại cây gì đó để may áo thôi. Không sao đâu, ngươi yên tâm. Một người đáng nghi như vậy sao có thể làm vợ vua được à? Ta yêu nàng nên ta đã quyết định rồi. Ngày mai ta vẫn làm lễ cưới với nàng. Đức vua không tin lời tôi sao? Ta tin chứ. Nhưng ta tin vào tình yêu của ta và sự lương thiện của nàng hơn. Để ta ngắm coi. Nàng đẹp lắm. Nàng sẽ là hoàng hậu của vương quốc này. Khi im lặng là điều duy nhất em có được. Em sẽ biến nó thành nỗi im lặng hân hoan. Nàng đừng lo lắng. Tuy chung quanh người ta dèm pha nàng không ngớt, nhưng ta tin có ngày nàng sẽ mở lòng nói với ta những gì nàng đang chịu đựng. Hoàng hậu, sáng rồi, nàng dậy đi. Cả đêm qua nàng vất vả lắm phải không? Người nói sao? Hôm qua là đám cưới của vua Richard. Sao giờ này ta mới nhận được thiệp mời? Trễ quá, ta thất lễ với láng giềng rồi. Ta phải phạt ngươi. Đức vua ơi, hoàng hậu không cho thần đưa thư sớm. Hoàng hậu đâu rồi? Tại sao nàng lại làm vậy? Hoàng hậu nghe nói vua Richard cưới vợ đẹp lắm, hoàng hậu không thích. Ngươi là ai mà tự dưng vào một cái nhảy vô đây? Thưa đức vua, ngài không cần biết tôi là ai. Tôi đến đây vì các con của ngài. Các con của ta? Ngươi biết sao? Hãy nói ta nghe coi. Thưa đức vua, ngài có tin vào phép thuật không? Ngài có biết câu những ai không tin vào phép thuật sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chúng không? Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Các con của ngài bị phép thuật làm hại nhiều năm nay mà ngài vẫn vô tâm không biết. Muốn cứu họ, chỉ có phép thuật trị phép thuật được thôi. Vì vậy,
ngài hãy mau mau qua bên nước của vua Richard đi. Người hãy giữ chai thuốc này thật kỹ, không được cho hoàng hậu trông thấy. Người hãy đi cùng đức vua qua xứ Richard đi. Bàn tay của chàng dịu dàng như tay mẹ. Tình yêu của chàng làm ta bớt đau đớn. Nàng cần phải may bao nhiêu chiếc áo? Sắp xong rồi, nàng đang bắt đầu cái cuối cùng phải không? Trời ơi, còn cái cuối cùng lại thiếu dây tầm mà. Hoàng hậu, thật sự nàng rất quen thuộc với nơi này sao? Chẳng lẽ nàng thật sự là phù thủy? Thật đau đớn, nhưng ta buộc lòng phải giam nàng ở nơi tối tăm này. Làm sao ta có thể giải được nỗi oan này đây? Lisa ơi, anh tới nè. Các anh đi tìm em quá chừng. Lisa ơi, tay em còn đau không? Ra đây, anh nhớ em lắm. Lisa ơi, anh nghe nói sáng mai em bị lên vàng lửa. Sao người ta có thể gọi em là phù thủy được? Anh ơi, em còn chiếc áo cuối cùng của anh chưa may xong. Trong đêm nay em sẽ cố gắng. Liz ơi, có gì oan ức em cứ nói ra, đừng im lặng chịu đựng nữa. Không cần gì cứu các anh mà em phải chết đâu. Bánh này em thích nè, các anh bay về tận bếp hoàng cung nhà mình để lấy cho em đó. Anh có gặp được cha không anh? Em nhớ cha lắm. Em muốn hỏi anh có gặp cha phải không? Không thể gặp cha em ạ. Các anh rình mò vô bếp lấy miếng bánh như đi ăn trộm vậy đó. Thôi, anh lại phải đi. Hẹn mai gặp em nha. Liz ơi, can đảm lên em. Haman, ta muốn dời cuộc hành hình sáng mai. Ta cần phải suy nghĩ và xác minh thêm. Không nên. Thưa đức vua, ngài có nghe tiếng dân chúng ngoài kia không? Họ rất bất bình. Ngài hãy đặt y dân lên trên hết. Ta biết, nhưng ta đau buồn lắm. Thôi, người lùi ra đi. Phải hạ quyết giết chết bọn phù thủy ở lớp hoàng hậu đi. Giết đi. Hạ quyết đi. Nàng Câm ơi, ta yêu nàng biết bao nhiêu. Ta đã bất chấp hết để cưới nàng. Nhưng sao nàng lại là phù thủy chứ? Em đã mệt lắm rồi. Còn chiếc áo của anh Angelo, nhất định tối nay em bay tiếp. Giết cho phù thủy đi! Ai giết cho phù thủy? Giết cho phù thủy đi! Ta phải cố gắng trong giờ phút cuối cùng. Còn một chiếc áo nữa thôi. Giết cho phù thủy đi! Ai giết cho phù thủy? Giết cho phù thủy đi! Haman, còn bao lâu nữa thì trời sáng? Trời gần sáng rồi, xin đức vua hãy về dở mắt một chút. Theo tục lệ, từ đây đến lúc hành hình, ngài không được gặp hoàng hậu nữa đâu à. Tục lệ? Tục lệ? Ngươi chỉ biết có tục lệ hay sao? Charlie, chúng ta đến nước Richard có bất ngờ lắm không? Chúng ta nghe lời pháp sư Peter để đi cứu các con ta, nhưng ta linh cảm có điều gì sẽ xảy đến với chúng ta, không biết đó là lành hay dữ. Đức vua ơi, chúng ta mang quà cưới đến cho vua Richard. Dù có trễ, chúng ta vẫn là khách mời của nhà vua nước láng giềng, nên đức vua cứ yên tâm. Vui lòng mở cửa. Xin vui lòng mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi là hoàng tử xứ Âu đi. Xin vui lòng cho chúng tôi yết kiến vua Richard. Các ngài là ai? Sáng tình sương đến đại náo hoàng cung hay sao? Chúng tôi là hoàng tử xứ Âu đi, có việc rất gấp, xin ý kiến hoàng đế Richard. Xin các ngài thứ lỗi, vui lòng trình quốc thư nếu muốn gặp nhà vua. Với lại mặt trời chưa lên, hoàng cung chưa thể tiếp các ngài được. Chúng tôi không có nhiều thời gian, xin ngài hãy cấp báo với vua Richard giúp ạ. Chuyện khẩn thiết lắm. Ta đã nói các ngươi trình quốc thư ngay mà, không có thì biến đi.
Chuyện gì mà gấp gáp lúc tinh mơ? Hơn nữa nhà vua của ta rất bận, cần chuẩn bị cho cuộc hành quyết đặc biệt của hôm nay. Nè đánh ra, đừng làm kỳ đà cản mũi chúng ta. Phải đi cứu em gái chúng ta thôi. Ôi, trời ơi, quá ghê quá. Quân lính đâu? Mau đến bắt những người này cho ta. Chuyện gì ồn ào quá vậy? Đất vua đến, hãy chào đón. Vua Richard đến rồi, may quá. Ôi, một đàn thiên nga trắng muốt dũng mãnh. Sao chúng lại đeo dương miệng vậy? Charlie, ngươi nhìn xem, dân chúng đông quá. Đám cưới kéo dài tới ngày hôm nay sao? Cô gái câm kia, ngừng tay lại, nghe lệnh quả thiêu đây. Haman, hãy để nàng ấy may thêm một lúc nữa. Một lúc nữa thôi. Tân hoàng hậu đây sao? Sao mới đám cưới mà lại bị hành quyết? Cô gái này... Hoàng hậu lên chạn lửa. Bắt đầu. Chiếc áo cuối cùng vẫn chưa kịp đan xong phần cánh tay, nhưng không còn thời gian nữa, nên các anh hãy ba mặt vào để quá giải lời nguyền. Thiên cha ơi, vậy em nói được rồi, em vô tội. Đây là các anh của em. Mời một hoàng tử sức ô đi. Hỡi tất cả mọi người, hoàng hậu chính là công chúa Lys xứ Âu đi, và đây là đức vua, cha của nàng. Cứu các anh khỏi kiếp thiên nga nên chịu quá nhiều đau đớn khổ sở. Em Lys vô tội. Vậy là nàng Lys đã kịp cứu các anh mình và được giải quan. Hai nước Audi và Richard trở thành một nhà, người dân được chăm lo ấm no. Vua Richard đã có người vợ thánh thiện như pha lê. Sự trong sáng và tình yêu thương của nàng Lys đã biến tà thuật thành phép màu, mang lại cuộc sống tươi đẹp cho tất cả mọi người. Vua Audi đoàn tụ cùng các con, sống cuộc đời hạnh phúc cùng nhau. Còn Rosa, mụ phù thủy với lòng tham và sự đố kỵ, trong lúc ghen tức vì biết tin phép thuật của mình bị phá bỏ, đã nóng giận và làm đổ mọi loại thuốc mà bà có, khiến bà hoàn toàn mất đi phép thuật, sống cuộc đời cô độc mãi về sau. Đành, nhà nghèo nên phải ở đợi cho nhà phú ông. Tuy có gương mặt ưa nhìn, nhưng cô lại có một cục búa rất to trên má. Nếu không có cái búa trên trán, mình cũng xinh đẹp đâu kém ai. Nhưng may là mình còn có tóc để che đi cái bú xấu xí này. Đâu như con lành, cái bú ở ngay giữa mặt. Con lành kia, mày không thấy tao đang nhìn ngắm tao với ao hay sao? Mày dám làm vậy? Bà nói tôi gánh nước đổ đầy lu cho chị tắm, tôi nào dám cãi. Mày có cái bú xấu xí nên khi thấy tao xinh đẹp, tao soi bóng tao thì mày ganh ghét hả? Tránh ra cho tao. Chị lụa cũng có cái bướu giống tôi mà, chị chê bai tôi làm gì? À, nhưng cái bướu của tao không xấu như mày. Cha mẹ ơi, con là nó bêu rớt con xấu xí nè. Con nhỏ này, mày có tin là tối nay tao cắt cơm mày không hả? Mày còn chọc con gái tao nữa là tao cho ăn đòn. Con ghét cái bú này. Cha mẹ mau tìm thầy lang giỏi chữa cho con đi. Cha mẹ đã tìm bao nhiêu thầy lang giỏi mà có chữa được đâu. Con không thích, con ghét cái bú này. Mau tránh ra cho ta xem. Tránh ra. Ê, cái cô này, sao làm ngã bà cụ vậy? Không đức kính trên nhường dưới gì hết,
Ta đã nói là tránh ra rồi mà. Ai kêu mấy người dám cản đường ta? Cụ có sao không ạ? À? Con thay mặt chị Lụa xin lỗi cụ. Người ăn kẻ ở trong nhà phú ông thật hiền lành lễ phép. Ai cho phép mày dám thay mặt tao xin lỗi bà cụ? Tao không cố ý, việc gì phải xin lỗi? Con gái gì đâu mà dữ dằn. Khải đó, dữ quá trời dữ. Các người dám bắt nạt ta, ta về mét cha mẹ ta. Đi về ngay, tao không thèm xem múa lân nữa. Mày cũng không được xem nữa. Đi. Mày ra cái lu ở ngoài giường, múc nước cho tao rửa chân, nhanh lên. Nhưng giờ này đã gần nửa đêm rồi. Dân làng nói ban đêm có quỷ dữ đáng sợ lắm. Kệ tụi quỷ, kệ mày. Mày nhanh lên, không tao mét cha mẹ phạt mày liền đó. Cái đồ đáng ghét, để quỷ bắt mày đi, tao càng mừng. Chắc mình hát lên sẽ đỡ sợ hơn. Lộn cầu dòng, nước sông đang chảy. Có cô 17, có chị 13, nào chị em ta cùng lộn cầu dòng. Chú Hà, hát hay quá. Quỷ nhỏ. Chị biết em sao? Chị chơi với em đi. Chị hát đồng dao mà không chơi, tẻ nhạt. Đừng đến gần ta, đồ quỷ đáng sợ. Đứng xa ta ra. Sao con người đều sợ em vậy? Không ai muốn chơi với em hết. Em buồn lắm. Đừng khóc, chị không có ý chê em đâu. Có phải nhìn em xấu xí nên ai cũng sợ em, không chơi với em phải không chị? Đừng có khóc nhè nữa. Em không xấu xí đâu. Chị mới là con bé xấu xí nè. Vậy chị chơi với em nha. Con lạnh đâu rồi? Mang nước vô đây cho tao. Mày làm gì ngoài đó mà lâu dữ vậy hả? Tao tưởng quỷ bắt mày đi rồi chứ. Tôi bị một con quỷ nhỏ hù một trận. Nó ghê lắm. Nó còn khóc lóc đòi tôi chơi cùng nữa. Mày gặp quỷ sao? Đừng có nói láo. Mày định trốn việc nên nói láo đúng không? Con quỷ nó mà thấy mày, nó xé xác mày ra chứ ở đó mà khóc. Hay do mày xấu xí hơn nó nên nó sợ mà khóc. Mau rửa chân cho tao, để tao còn đi ngủ. Dạ. Sao chiều tối rồi mà chị Lụa còn kêu tôi đi hái nấm? Để sáng mai mình đi hái mới có nhiều nấm tươi chứ. Tao nói đi thì mày phải đi. Tao là chủ hay mày là chủ? Mày còn hỏi nữa, tao kêu cha mẹ cắt tiền lương mày đó. Nấm kìa, mày nhanh lại hái đi. Tôi hái được nhiều nấm lắm rồi nè chị Lụa ơi. Ủa, chị Lụa ơi, chị đâu rồi? Chị Lụa đi lạc rồi sao? Làm sao đây? Có người kia, ai cho người hái nấm trong rừng của ta? Ôi, nè, tôi trả nấm cho ông đó. Con người, sao lại dám vào sâu trong rừng của ta? Ngươi dẫn người trong làng vào bắt gia đình ta đúng không? Không, tôi đi hái nấm bị lạc vào đây thôi. Con người không có đáng tin, ta phải bắt ngươi lại. Heo ơi, chơi với mình đi mẹ. Mình không làm bạn bị gãy chân nữa đâu. Cái thằng quý nhỏ đây, con lại đi chọc phá các con thú trong rừng phải không? Con coi nè, con thú nào nhìn thấy con cũng sợ hãi bỏ chạy hết trơn đâu rồi. Con muốn có bạn chơi thôi mẹ. Con muốn chơi. Ngươi đừng hòng bỏ trốn. Ông ơi, xin ông tha cho tôi về nhà đi. Đừng có ăn thịt tôi. Tôi chỉ đi hái nấm rồi bị lạc. Tôi không rình rập gì nhà của ông hết á. À, là chị gái hay bị bắt nạt ở nhà phú ông đây mà.
cha cho chị ấy làm bạn với con đi cha. Sao ông lại mang nó về đây? Ông định dở thói ăn thịt người hay sao? Tôi không muốn làm hại nhà quỷ đâu, xin hãy thả tôi ra đi. Nhưng con người hay nói dối lắm. Người định lừa lũ quỷ chúng ta phải không? Người đi thám thính để con người vào bắt chúng ta đúng không? Không phải, tôi không muốn làm hại ai hết. Vậy người cứ ở đây, mai rồi tính tiếp. Nếu ngày mai có dân làng tới làm hại nhà ta thì ngươi chết chắc. Còn bây giờ, tới giờ ta ru con ta ngủ rồi. Thằng quỷ nhỏ này định lén đi chơi để mẹ chửi cha đúng không hả? Con ngủ đi, nằm im để mẹ hát ru con ngủ. Ngủ đi quỷ nhỏ của mẹ, quỷ nhỏ của mẹ, ngủ ngoan đi. À, con không ngủ đâu, mẹ đừng hát nữa. Phải hát vậy sao nó ngủ được, phải hát vậy mà. Ngủ đi à, quỷ nhỏ. Ngủ đi à, quỷ nhỏ. Thì ra tiếng hú hét đáng sợ trong rừng vào buổi tối là do nhà quỷ ru con ngủ. Cứ như vậy dân làng sẽ càng sợ quỷ mất thôi. Ta có vào làng nghe lén con người hát ru, để ta hát thử coi. Con ước cò là cò bay lạ, lạ bay, bay lạ, bay từ là từ cửa mũ quay ra ra cánh đồng. Tình tình tang là tang tình tình, cô mình rằng ơi hơi chàng ơi, rằng có nhớ là nhớ hay không, rằng có biết là biết hay không. Con người này hát hay quá, quỷ nhỏ ngủ rồi. Người à, hãy dạy cho ta hát hay như người đây. Tôi đói quá, chẳng có sức đâu mà hát nữa. Tôi chỉ cần ăn quả thôi. Ăn nhanh đi, còn dạy giờ ta hát nữa. Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi, bông lê cho bằng bông lưu, ơi bạn ơi, là a i a đồ nàng. Bông rồi lại mây bông, là a i a đồ nàng. Bông rồi lại mây bông. Rồng trắng lên mây, có cây lúc lắc, có nhà bị yên, hỏi thăm thầy thuốc, có nhà thầy không. Trời đã trưa rồi, tôi phải về nhà thôi. Sáng sớm không có người nấu cơm, phú ông phú bà sẽ đuổi việc tôi mất. Chị ở lại với em đi. Chị hát hay lại biết nhiều trò chơi nữa. Người đã hứa sẽ dạy ta hát đu, sao giờ lại đòi về? Đến giờ không thấy con người vào rừng tìm bắt chúng ta, người này không nói dối đâu, thả về đi. Ban ngày tôi phải làm việc cho nhà phú ông rồi, ban tối khi mọi người ngủ hết, tôi vào rừng dạy hát cho bà nhé. Ta có thể tin lời hứa của con người không? Ta ghét nhất những kẻ nói mà không giữ lời. Tôi hứa. Vậy thì ta sẽ giữ cái này của ngươi làm tin. Ngươi nhớ quay lại mà lấy đó. Sáng rồi, ngươi mau dậy đi, tối vợ ta sẽ ra bị rừng đón vô ha. Mày có phải là con lành không? Mày còn sống sao? Tao tưởng mày là mồi cho quỷ dữ rồi chứ. Cái búa của mày đâu rồi? Cái búa xấu xí mất rồi, lại còn xinh đẹp ra nữa. Mày nói nhanh, tại sao mà mày mất cái búa vậy? Là nhờ lũ quỷ lấy đi giùm tôi đó. Chúng không làm hại gì tôi hết, tôi đã hứa quay lại dạy chúng hát, nên chúng giữ lại cái búa để làm tin. Tối nay mày ở nhà, để tao đi gặp lũ quỷ. Tao sẽ cho lũ quỷ thật nhiều vàng để nó lấy cái búa xấu xí của tao đi. Ông ơi,
quỷ dữ, quỷ dữ. Tôi chứ quỷ đâu mà quỷ. Quỷ. Ta chờ đón người đến dạy hát, sao ngươi lại bỏ chạy? Tại ngươi làm ta bất ngờ quá mà. Bàn tay của ngươi ghê quá à. Nhớ cắt móng tay đi nha. Cắt hết thì ta đâu còn là quỷ nữa. Ngươi đưa thêm bạn đến chơi với nhà ta sao? Cũng được đó. Có nhiều bạn, chắc thằng quỷ nhỏ vui lắm. Sao lại trói chúng ta? Các người định ăn thịt chúng tôi sao? Trời ơi, cái hang này hôi hám quá đi à. Người nói gì vậy hả? À, ta có nói gì đâu. Sao có người lại trói cha mẹ ta lại? Cứ trói lại cho chắc ăn. Lỡ đâu cha mẹ ngươi lén chạy đi báo con người đến bắt chúng ta thì sao? Từ xưa đến nay, ngươi và quỷ là kẻ thù của nhau mà. Chỉ riêng ngươi là bạn của nhà ta, cứ vui vẻ hát hò nha. Thằng quỷ nhỏ lại trốn đâu rồi? Ông tìm nó về đây nhanh lên. Ngươi dậy ta hát đi. Lát quỷ nhỏ về, ta sẽ hát ru nó ngủ. Con cò, mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lột cổ xuống ao. Ông ơi, người hát gì vậy? Ta nghe không rõ. Hát to lên. À, do trời lạnh đó mà. Để tôi hát bài khác nha. Còn kiên mà leo cành đá, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Còn kiên mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Chị ơi, chờ với em đi. À, tránh ra, cái đồ đớn ghét này. Ờ, đây không phải chị hát hay, đây là con gái Phú Ông. Cả nhà họ hay bắt nạt chị hát hay đó. Tôi cũng hát hay mà. Tôi sẽ dạy hát cho bà mà. Các người dám lừa ta. Dám bắt con gái hát hay hả? Dám đi hát hay. Thả chúng tôi đi. Thả lại cái bưu lạnh tinh của con người nè. Đừng bao giờ đến tìm lại quỷ chúng ta nữa. Không, ta không lấy đâu. Nó không phải của ta. Ta không lấy đâu. Ta không giữ đồ của con người đâu. Ta không lấy đâu. Ta ngó rồi. Tôi xin bà, tôi cho bà vàng nè. Bà lấy giùm tôi cái búa trên trán đi. Làm ơn. Ngươi thật xấu tính. Dám lừa ta để lấy cái búa sao? Ta không cần đồ của con người. Trả lại hết cho con người. Ta không muốn cái búa xấu xí này đâu. Cô là ai? Cô không phải là con gái của ta. Con lụa, nó đâu có cái mú trên má như cô. Con là lụa đây mà. Trên trán còn có cái mú xấu xí đây nè. Giờ con phải làm sao đây? Vì mày mà con gái tao có thêm cái mú xấu xí. Con đã nói là quỷ rất coi trọng lời hứa. Nó ghét ai lừa nó lắm. Ông bà và chị lụa không nghe lời con, giờ lại trách con. Đừng nói nhiều lời, mau cút khỏi nhà tao. Từ đó, lụa mặc cảm mình xấu xí, cứ trốn trong nhà, không dám ra ngoài gặp mọi người nữa. Các ngươi không lấy lại cái bướu trên má của chị lụa sao? Đã
đáng đời con nhỏ xấu tính đó dám lừa lời quỷ chúng ta, nên phải bị trừng phạt. Nhưng tôi bị đuổi khỏi nhà Phú Ông rồi, giờ mất công việc, tôi biết phải sống sao đây. Nó đưa cho ta thứ này, chắc ngươi sẽ cần đó. Nào, bây giờ hãy giữ lời hứa, dạy ta hát đi. Ta không muốn loài người sợ tiếng hát của ta nữa. Chị cũng chơi với em nữa nha. Chị sẽ chơi với em, chị đã hứa rồi mà. Lành đã giữ đúng lời hứa, dạy hát cho cả nhà quỷ và cùng chơi thật vui với quỷ nhỏ. Nhờ số vàng quỷ cho mà Lành có cuộc sống sung túc hơn, không phải đi ở đợ cho người ta nữa. Lành sống vui vẻ, vẫn luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Mong thần linh phù hộ cho hoàng hậu, mẹ tròn con vuông. Ngày xưa, có một vị vua và hoàng hậu tuy sống trong giàu sang, muốn gì cũng có. Nhưng chỉ duy một nỗi là không có con. Họ khấn nguyện nhiều năm liền, cuối cùng trời cũng thương tình ban cho họ một đứa con. Hoàng hậu cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Hoàng hậu và con ta thế nào rồi? Thưa đức vua, chúc mừng người, hoàng hậu đã bình an hạ sinh một hoàng tử. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì? Đức vua, con của chúng ta trông thế nào? Nàng còn mệt, hay nàng cứ nghỉ một chút cho khỏe. Chẳng lẽ con của chúng ta có chuyện gì sao? Thế muốn nhìn mặt con. Không thể nào, con của thiếp sao lại bị như thế này? Không. Hoàng hậu, nàng đừng làm ta sợ. Hoàng hậu, hoàng hậu à, nàng thấy trong người thế nào rồi? Nàng vừa sinh xong, tránh xúc động kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Được chưa, người hãy nói cho thiếp đó chỉ là ác mộng đúng không? Kìa hoàng hậu, hãy bình tĩnh, đây chính là con trai của ta và nàng. Thiếp vẫn không thể tin đây là sự thật. Không, không thể nào. Nàng đừng có nói vậy. Dù con có dáng vẻ khác lạ, nhưng nó chính là đứa con mà chúng ta đã khẩn cầu nhiều năm trời. Nàng không nhớ lời ước nguyện năm xưa sao? Con cầu mong thần mặt trời và các đấng thần linh hãy thương tình ban cho chúng con một đứa con. Dẫu đứa trẻ sinh ra có xấu xí cỡ nào, chúng con nguyện hết lòng chăm sóc, yêu thương con mình. Nhất định thần linh sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Con đã đến với chúng ta, ắt hẳn đều có duyên số. Ta nhất định dốc hết sức nuôi dạy con thành tài, trở thành người thừa kế ngai vàng sau khi ta khuất núi. Đã tuyển biết bao thầy giỏi rồi, bà Mê Sơn vẫn không thể tiến bộ được. Có thể không phải do người dạy, mà do Mê Sơn không có năng khiếu võ thuật. Ngày hội săn bắt sắp diễn ra, không biết có nên để Mê Sơn tham gia hay không? Thiếp nghĩ vẫn chưa phải lúc, Mê Sơn cần thêm thời gian để luyện tập. Cần thêm là bao nhiêu năm đây? Đã 20 năm trôi qua rồi. Ngày xưa ở tuổi này, ta đã săn được hươu nai, heo rừng. Còn Mê Sơn thì... đến cầm thanh kiếm còn không chắc. Mê Sơn, cẩn thận! Hoàng tử không sao chứ? Cảm ơn công tước Robert. Tôi không sao.
Mẹ Sơn, sao con mất cỡ như vậy chứ? Dạ con không sao rồi, cha mẹ đừng quá lo lắng. Không lo sao được, nếu không có Robert kịp thời cứu con, thanh kiếm kia đã đâm thẳng vào con rồi. Xin đức vua và hoàng hậu đừng trách mắng hoàng tử Mẹ Sơn, dù gì cậu ấy cũng đã rất cố gắng rồi. Con xin phép đi về phòng trước. Hoàng tử, để tôi giúp cậu. À không sao, tôi làm được mà. Cảm ơn Robert. Công tước Robert, vì tổ chức hội săn sắp tới thế nào rồi? Dạ thưa đức vua, mọi việc vẫn ổn. Thần đã chuẩn bị sẵn ngựa tốt, cung tên và bố trí binh lính quanh bìa rừng để đảm bảo an toàn cho đức vua và tất cả mọi người. Tốt lắm. Chuẩn bị có hội săn bắt ư? Sao cha chưa từng nói với mình? Thưa cha, con muốn được tham gia hội săn bắt sắp tới, xin cha cho phép. Chuyện này thực ra là ta cũng rất muốn con tham gia, nhưng mà việc đi săn ở trong rừng rất là nguy hiểm. Dạ thưa cha, con đã trưởng thành, biết tự bảo vệ cho bản thân, mong cha hãy chấp thuận. Con hứa sẽ chăm chỉ luyện tập hơn. Thôi được rồi, con nhớ phải đặc biệt cẩn thận đó. Dạ cảm ơn cha. Đây là cơ hội để mình chứng minh năng lực của bản thân, nhất định mình sẽ không phụ lòng tin tưởng của vua cha. Cố lên, mình nhất định sẽ làm được mà. Cố lên. Con đã luyện võ thâu đêm rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Dạ thưa cha. Thiếp thật chẳng yên tâm chút nào. Nếu lúc đi săn Mây Sinh có mệnh hệ nào, chúng ta không thể nào bảo bọc con mãi được. Mây Sinh là người kế vị tương lai, con phải có cơ hội để trui rèn bản thân, chứng minh năng lực của mình với các công tước, bá tước khác chứ. Quang hô đức vua! Mọi người nghe đây, hôm nay là ngày hội đi săn truyền thống của Vương quốc. Đến khi mặt trời lặn, hãy ai săn được nhiều con thú nhất sẽ được trọng thưởng. Quang hô đức vua! Mẹ Sơn, con hãy luôn cẩn thận nha con trai. Dạ con biết rồi thưa cha. Đức vua yên tâm, thần đã bố trí binh lính âm thầm theo sát hoàng tử, sẽ không có chuyện gì đâu à. Xuất phát! Đi thôi, ngươi làm sao vậy? Hoàng tử Mẹ Sơn, cậu biết cưỡi ngựa chứ? Tôi không sao. Để tôi giúp cậu. Bộ dạng này mà là hoàng tử của Vương quốc sao? Thấy chẳng xứng chút nào. Không sao rồi. Bình tĩnh lại nào, Mây Sinh. Hoàng tử Mason à, cậu đã cố gắng rồi. Tiếc là với khả năng của cậu hiện tại, e là chẳng thể bắn được chim trời đâu. À, hay cậu thử vào sâu trong rừng xem sao. Nghe nói ở đó có nhiều thú rừng hơn. Vậy à, được. Vậy tôi sẽ vào trong tìm xem. Cảm ơn công tước. Mình không thể để vua cha mất mặt được. Mason, cố gắng lên. Một chút nữa thôi là mình bỏ mạng trong khu rừng rồi. Thật kỳ lạ, là ai đã cứu mình vậy? Hoàng tử, cậu không sao chứ? Tôi đến muộn, hoàng tử đừng quá sợ hãi. Tôi không sao,
Nhưng mà con thỏ này hình như bị ai buộc dây sẵn ở đây. Hả? Con thỏ mới ở đây mà. Ờ, chắc là hoàng tử qua mắt chăng? Làm gì có con thỏ nào như hoàng tử mô tả? Không thể nào. Rõ ràng tôi thấy con thỏ bị buộc ở đây. Giống như... giống như có ai đó cố tình giữ tôi rơi vào hố gai này vậy. Cậu quá đa nghi rồi, hoàng tử Mason à. Có thể đây là hố do các thợ săn đào để bẫy thú rừng thôi. Đây là khu rừng vua cha và các công tước bá tước hay vào săn bắt. Ai lại dám đào chiếc bẫy nguy hiểm như thế này? Lá cây che chắn cẩn thận đến mức mắt người còn khó phân biệt được. Mình cảm giác trong khu rừng này có gì đó không an toàn. Kỳ hoàng tử, cậu không vào sâu trong rừng săn thú hay sao? Không cần đâu, tôi sẽ đi săn ngoài bìa rừng. Mình phải tìm vua cha để cảnh báo mới được. Đúng là hoàng tử chết nhát. Phải triển khai kế hoạch dự phòng thôi. Cuối cùng cũng đợi được con mồi ngon rồi. Ai đó? To gan, ngươi là ai? Lên đâu? Dạ. Mason, đừng lại đây, nguy hiểm lắm. Mason, con chạy mau đi, nhanh lên, con không thể bỏ ra một mình ở đây nữa. Đức vua, hoàng tử không sao chứ? Công tước Robert, tên này nổ gậy rất cao cường, ngươi hãy cẩn thận đó. Ngươi thật to gan, dám ám sát đức vua và hoàng tử. Hôm nay ngươi không thoát khỏi lưỡi kiếm của ta đâu. Ai? Mau cho người lùng sục khắp khu rừng, bằng mọi giá phải bắt được tên sát thủ đó cho ta. Thần tuân lệnh. Xin đức vua và hoàng tử cứ về lâu đài dưỡng thương, mọi việc ở đây cứ giao lại cho thần. Ngươi có công hộ giá, nhất định khi về lâu đài ta sẽ trọng thưởng xứng đáng. Thưa đức vua, bảo vệ người và hoàng tử là trách nhiệm và vinh hạnh của thần. Tạ ơn đức vua. Thưa đức vua, thần đã cho binh lính truy tìm cả ngày đêm nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của tên sát thủ. Ngươi hãy tiếp tục điều tra vụ này cho ta. Vương quốc ta bao nhiêu năm nay luôn được yên bình, đây là lần đầu tiên xuất hiện kẻ ám sát như thế này. Thần tuân lệnh, thưa đức vua. Riêng công tước Robert có công kịp thời hộ giá, ta sẽ thưởng cho 1 trương tiền vàng và 10 bình rượu quý. Tạ ơn đức vua. Nghe nói hôm nay công tước Robert đã đánh nhau với sát thủ, cứu đức vua và hoàng tử đó. Công tước Robert quả là người tài đức vẹn toàn, thật là ngưỡng mộ ngải quá đi. Từ tướng mạo đến tài năng đều hơn hẳn hoàng tử. Thì ai chẳng biết chuyện này, cứ nhìn hai tay và tay chân của hoàng tử xem có khác gì lừa đâu. Mà thôi, đừng nhiều chuyện nữa, mau đi làm việc thôi. Tại sao mình lại sinh ra khác với tất cả mọi người như vậy? Rồi ngay cả việc tự bảo vệ bản thân còn không được nữa, còn làm liên lụy đến cha. Rốt cuộc mình có gì xứng với ngôi vị hoàng tử của vương quốc này đây? Kế hoạch chu đáo như vậy, là kẻ nào đã cứu hoàng tử Mason? Thuộc hạ cũng không dám chắc, nhưng thấy dáng dấp hao hao một con khỉ. Khỉ? Làm sao có chuyện khỉ cứu người được chứ? Thôi, cứ coi như hắn phúc lớn mạng lớn, ta đành tìm cơ hội khác vậy. Nhưng thuộc hạ vẫn không hiểu, vì sao lúc trong rừng chủ nhân không cho thuộc hạ giết luôn nhà vua? Không được, nếu đức vua bỗng dưng bị ám sát, các công tước bá tước khác sẽ tranh quyền đoạt lợi. Binh lực của ta còn yếu, không nắm chắc phần thắng. Thuộc hạ tuân lệnh. Đức vua, người thấy thế nào rồi? Nàng đừng quá lo lắng, chẳng phải ta và Mason đã bình an rồi sao? Nhưng mà có chuyện này ta muốn bàn bạc với nàng. Ta cũng đã già rồi,
cũng đã đến lúc tính chuyện truyền ngôi cho Mason. Nhưng mà Mason lại chưa có tài năng gì nổi trội, sợ khó lòng cán đáng được trọng trách vua của một nước. Giá mà Mason có một phần tài trí như công tước Robert thì tốt biết mấy. À, thiếp có ý này. Hay là ta hãy mời Robert dạy học cho Mason, cũng là để sau này Robert có thể phò tá lúc Mason lên ngai vàng. Đức vua thấy sao? Ta thấy rất hợp lý. Nếu có nhân tài như Robert phò tá thì ta sẽ an tâm hơn rất nhiều. Quyết định vậy đi. Đức vua cứ yên tâm, thần sẽ dốc lòng dạy mọi tuyệt kỹ võ nghệ mà thần biết cho hoàng tử. Tốt lắm. Công tước cứ nghiêm khắc dạy dỗ hoàng tử, ta hoàn toàn tin tưởng ở công tước. Cơ hội của mình đến rồi đây. Hoàng tử Mason, cậu dung kiếm mà chẳng có chút lực gì cả. Nào, cậu nhặt kiếm lên đấu với tôi đi, tôi chấp cậu một tay. Mong công tước chỉ dạy cho. Yếu đuối như cậu mà cũng là hoàng tử của Dương quốc. Công tước Robert, hôm nay cậu sao vậy? Thật đáng thương, đường đường là hoàng tử mà cái gì cũng kém cỏi. Nếu tôi là cậu, chắc tôi chẳng có mặt mũi gặp ai, thà bỏ xứ đi cho đỡ xấu hổ. Robert, cậu ăn nói cho cẩn thận. Vậy hoàng tử nói thử, những điều tôi nói có gì không đúng? Cũng có chút cố gắng đó, nhưng chia buồn với cậu, có cố gắng ra sao thì cậu cũng chẳng xứng là đối thủ của tôi đâu, hoàng tử Mason à. Ôi, hoàng tử Mason, cậu không sao chứ? Tôi nghiêm khắc cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu phải siêng năng hơn nữa mới tiến bộ được. Có chuyện gì vậy, công tước Robert? Thưa đức vua, hoàng tử cơ địa yếu ớt, vốn không thích hợp luyện võ nên cần phải cố gắng hơn người khác. Chắc hôm nay tập cả ngày rồi nên hoàng tử thấy mệt thôi. Cực nhọc cho công tước rồi. Dạ không sao ạ. Dù có tốn thời gian thế nào, thần sẽ cố gắng hết sức để dạy Mason. Thần xin cáo lui. Thật đáng thương, đường đường là hoàng tử mà cái gì cũng kém cỏi. Nếu tôi là cậu, chắc tôi chẳng còn mặt mũi gặp ai, thà bỏ xứ đi cho đỡ xấu hổ. Robert không thật tâm muốn dạy võ cho mình, không thể cứ trông chờ vào người khác như vậy được. Mình phải tự ra ngoài để tìm tòi học hỏi thôi. Nếu ở mãi trong lâu đài này, rồi ai cũng sẽ coi thường mình. Thưa cha mẹ, con biết lúc nào cha mẹ cũng hết lòng yêu thương và mong con trở thành người kế vị cai quản Dương quốc này. Tuy nhiên, con thấy mình chưa đủ tài đức để đảm đương trách nhiệm lớn như vậy. Con xin phép được ra ngoài chu du thiên hạ để tự rèn luyện và trau dồi bản thân. Sau một năm, con nhất định sẽ trở về. Mong cha mẹ đừng tìm con. Con may xin. Thưa đức vua, thần nhất định sẽ tìm ra tung tích của hoàng tử. Người và hoàng hậu xin đừng quá lo lắng. Nếu tìm ra Mason, nhất định phải về báo ngay cho ta. Dạ, tuân lệnh đức vua, thần xin phép đi ngay. Cha nuôi, cha hiện hình đi, con có tin vui muốn báo cho cha biết đây. Con trai, có tin gì vậy? Hoàng tử Mason đã trúng kế khích tướng của con, bỏ nhà đi rồi. Đúng là cơ hội quý giá, chỉ cần trừ khử hắn, ngai vàng kia nhất định sẽ thuộc về con. Con nói sao? Con trai của hoàng hậu đang ở bên ngoài lâu đài sao? Đúng vậy thưa cha. Vậy con đã tìm ra hoàng tử chưa? Vẫn chưa, nhưng con đã sai thuộc hạ truy tìm tung tích hắn rồi. Sao con hành động mà không hỏi ý kiến cha trước vậy?
Con nghĩ đây là cách đơn giản nhất để diệt trừ mối họa, nên không muốn phiền đến cha nuôi. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Sao trông cha có vẻ lo lắng? Con có biết con đang tạo cơ hội cho Mason phá bỏ lời nguyền không? Lời nguyền gì vậy ạ? Sao cha chưa từng kể cho con nghe? Ta chưa kể vì chuyện này nói ra rất dài. Nhưng thôi, bây giờ con đã trưởng thành, ta sẽ kể rõ đầu đuôi sự tình cho con hiểu. Chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm. Khi ấy, ta vốn là thần cai quản đất đai ở vương quốc này. Một hôm, khi đang đi tuần loanh quanh trong rừng, ta nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái. Cứu với! Có ai không? Cứu với! Nàng có sao không? Ta đã diệt trừ con rắn kia rồi. Nguy rồi, đây là loại rắn cực độc, ta phải nhanh đi tìm thuốc giải mới được. Nàng bị rắn độc cắn, ta đã giúp nàng điều trị vết thương. Tuy nhiên, nàng cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày mới hồi phục hẳn. Vậy, ông đã cứu tôi. Ông là... Nàng đừng sợ, ta là thần cai quản đất đai tại vương quốc này. Tình cờ đang đi tuần trong khu rừng thì nghe tiếng kêu cứu của nàng. Tiếc là ta đến chậm một nhịp để nàng bị con rắn kia cắn một nhát ở tai. Xin cảm ơn ông. Nếu không có ông cứu giúp, e là nọc độc bây giờ đã phát tán khắp cơ thể. Nhưng nàng là ai? Sao lại một thân một mình vào rừng như thế này? Chẳng giấu gì ông, tôi là hoàng hậu của vương quốc này. Hôm nay tôi và các tùy tùng đi dạo trong rừng để hái ít nấm quý và hoa rừng. Chẳng may lại bị lạc đường. Chắc họ cũng đang rất lo lắng cho tôi. Tôi phải mau ra khỏi khu rừng này thôi. À, thì ra nàng là hoàng hậu. Từ đây đến bìa rừng khá hiểm trở, hãy để ta dẫn đường cho nàng. Được vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn ông. Quả là người con gái tuyệt sắc. Ước gì ta cũng có người vợ xinh đẹp như nàng. Tạm biệt ông. Tạm biệt. Kể từ lần tình cờ gặp hoàng hậu, ta đem lòng yêu mến và say mê nhan sắc của nàng. Vậy sau đó thì sao, thưa cha nuôi? Thần tiên và người phàm làm sao có thể nên duyên? Với lại, lúc đó hoàng hậu là vợ của đức vua kia mà. Lúc đó, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Tình yêu của ta dành cho hoàng hậu quá lớn. Vì vậy, ta đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải có được nàng. Ta đã cầu xin chuyện này với thần mặt trời. Không thể được. Ta không thể chấp thuận chuyện phi lý, trái với đạo trời như vậy. Thưa thần mặt trời, nhưng tiểu tiên thật lòng yêu mến hoàng hậu, mong người hãy thương tình tác hợp. Vậy hoàng hậu có chấp thuận ngươi không? Hay đây chỉ là tình yêu từ một phía? Ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ diễn vong này đi. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ người con gái mà tôi muốn đâu. Hoàng hậu, nàng còn nhớ ta không? Ông là vị thần tiên đã cứu ta ở khu rừng. Sao ông vào đây được? Ta là thần cai quản đất đai ở cả vương quốc này. Nơi nào ta muốn đến mà chẳng được. Ông đến có chuyện gì không? Nếu muốn được ban thưởng, tôi sẽ tâu với đức vua ngay. Thứ ta muốn chỉ một mình nàng mới có thể đem lại được mà thôi. Ông, rốt cuộc ông muốn gì? Chính là nàng. Nàng có biết là ta đã yêu nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên không? Từ cái hôm ở trong rừng, ta đã biết cả đời này không thể sống thiếu nàng được. Hoàng hậu, hãy làm vợ của ta. Không, xin ông hãy tự trọng và nhớ cho. Tôi là hoàng hậu, là vợ của đức vua. Vậy thì đã sao? Làm vợ của thần tiên chẳng phải tốt hơn sao? Ta có phép thuật, quyền lực mạnh hơn bất cứ ông vua nào ở trần gian. Ta sẽ yêu thương và bảo vệ cho nàng suốt đời.
Hoàng hậu, có chuyện gì mà nàng hốt hoảng vậy? Ta cho nàng thời hạn 3 ngày để suy nghĩ, sau đó ta sẽ đến đón nàng. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Đức vua, thiếp sợ tên thần tiên kia sẽ đến phá rối chúng ta. Hoàng hậu yên tâm, ta đã bố trí binh lính tinh nhuệ bảo vệ nàng rồi, không ai cướp được nàng ra khỏi lâu đài đâu. Bảo vệ đức vua và hoàng hậu. Hoàng hậu xinh đẹp của ta, nàng đã sẵn sàng để đi cùng ta chưa? Tôi sẽ không bao giờ đi cùng ông đâu. Ông đừng có ngang ngược như vậy, ta quyết không để cho ông mang vợ ta đi đâu. Các ngươi nghĩ có thể đấu được với ta sao? Vậy thì các ngươi sẽ tự chuốc lấy đau đớn, đừng trách ta. Đức vua, cứu thiếp. Không, hoàng hậu, không. Từ nay, hoàng hậu của ngươi sẽ là vợ của ta. Nể tình ngươi là vua của một vương quốc, ta tha cho ngươi một lần. Muốn sống thì đừng đi tìm ta làm gì. Mau lên, đi theo dãy núi của khe đất, tìm hoàng hậu về cho ta. Tuân lệnh đức vua. Nàng đừng từ chối ta có được không? Ta sẽ đau lòng lắm đó. Thả ta ra, ngươi không xứng là thần tiên. Ta thà chết cũng không khuất phục kẻ ham chiếm hữu như ngươi. Mau trả hoàng hậu cho ta. Ta đã chừa cho ngươi một con đường sống, bây giờ ngươi lại thích chui đầu vào rõ. Vậy thì đừng trách tại sao ta độc ác. Không, đức vua. Thần đức, vì sao ngươi lại ngoan cố đến vậy? Tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Ngươi bắt giam hoàng hậu như vậy không phải vì yêu, mà đó chỉ là lòng ích kỷ của bản thân ngươi mà thôi. Thần mặt trời, ông đừng cản tôi. Tôi nhất định phải có được nàng ấy. Thì ra người chính là thần mặt trời tối cao. Mong người hãy giải cứu cho hoàng hậu. Đức vua, có ta ở đây rồi, nàng đừng sợ. Nhà vua và hoàng hậu hãy tránh sang một bên, kẻo bị thương. Thần mặt trời, xin ông hãy thu lại ngọn lửa, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Thần đất, trước những việc làm sai trái của người, ta ban lời nguyền rằng người sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở đây. Chỉ khi nào đức vua của vương quốc này chấp nhận tha tội cho người, khi đó lời nguyền mới được phá bỏ. Người sẽ được giải thoát để lấy lại hình dáng như xưa. À, thì ra đây là lý do cha liên tục hối thúc con nhanh chóng chiếm được ngôi vua. Đúng vậy, chỉ cần con trở thành vua của vương quốc này, con có thể giúp cha phá bỏ lời nguyền mà thần mặt trời đã ban. Điều mà cha tin chắc là tên vua hiện tại sẽ không bao giờ chịu làm. Vậy còn hoàng tử Mê Sinh thì có lời nguyền gì mà cha lo lắng? Không lâu sau đó, cha nghe tin hoàng hậu mang thai. Thế là cha đã gom những quốc hận tu luyện thành viên ngọc nguyền rủa. Ngài viên ngọc tạo thành cũng là ngài hoàng hậu đang lâm đời. Thế là cha đã nguyền rủa con của họ khi sinh ra phải mang hình hài nửa người nửa lừa như hiện tại. Đứa trẻ đó sẽ bị thiên hạ cười chê và xem thường, sống đầy buồn đau. Thì ra là vậy. Tuy nhiên, nếu hoàng tử tìm ra được người con gái yêu thương cậu thật lòng thì lời nguyền sẽ bị vô hiệu. Chính vì vậy, nếu ra khỏi lâu đài, hắn sẽ có cơ hội gặp nhiều người. Ta chỉ e là... Cha nuôi yên tâm, với bộ dạng bây giờ của Mê Sinh, làm sao có ai chịu yêu hắn. Nhưng con không được quá chủ quan, phải tìm ra tên hoàng tử rồi tiêu diệt càng sớm càng tốt. Con đã hiểu, vậy con xin phép ra về. Cha cứ đợi tin ở con. Sao rồi, đã tìm thấy hoàng tử chưa?
Và thuộc hạ đã đích thân tìm kiếm khắp nơi, nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức gì. Tiếp tục tìm kiếm cho ta. Chỉ cần thấy mẹ sinh, ngươi cứ chủ động trừ khử luôn, để hắn ta mãi mãi một đi không bao giờ trở lại được. Tuân lệnh chủ nhân. Không biết con trai mình bây giờ đang ở đâu, có ăn no mặc ấm hay không. Ta đã sai công tước Robert điều động binh lính đi tìm tung tích của Ma Sơn rồi, sẽ sớm có tin thôi. Ta thấy con trai muốn đi đó đây để học hỏi, đó cũng là điều đáng mừng. Nàng hãy suy nghĩ tích cực đi, đừng quá phiền muộn kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nhưng từ khi sinh ra tới giờ, có bao giờ Mason xa khỏi chúng ta lâu như thế đâu. Thiếp thật lo cho con quá. Liệu ở bên ngoài con có gặp nguy hiểm gì không? Trời cũng sắp tối rồi, có lẽ mình cần phải tìm một nơi qua đêm mới được. Cậu cần gì? Chúng tôi vừa mới nghỉ bán rồi. Dạ, con là người từ xa đến, vì trời đã tối mà chưa biết tá túc ở đâu. Ông bà có thể cho con ngủ nhờ ở đây một đêm được không? Con sẽ trả tiền đầy đủ. Cũng được, nhưng nhà chúng tôi chật hẹp, có gì cậu đừng có chê nha. Như vậy tốt quá rồi, con cảm ơn ông bà. Ông bà lão kia, đã có tiền đủ trả nợ chưa? Xin ngài thư thả cho ít bữa, vợ chồng tôi già cả, mỗi ngày bán nước kiếm tiền không được nhiêu đồng. Thôi, đừng có khóc lóc nữa. Bọn tôi nghe riết á, nhức luôn cái lỗ tai rồi, giờ có trả không? Dạ đây, là tiền chúng tôi bán được hôm nay, ngài cầm đỡ cho. Chết đi. Cái lưng của tôi. Trời ơi, bà có sao không? Mấy người có gì thì từ từ nói, bà nhà tôi vừa mới khỏi bệnh xong. Trời ơi, tụi tôi đến đòi nợ. Mấy đồng tiền lẻ này á là gì so với số nợ của hai người? Không có nói nhiều, hôm nay không trả đủ thì tụi bay phá cái quán này cho ta. Cứu tay lại. Tưởng ai to gan thì ra chỉ là kẻ yếu ớt. Nè, người ở đâu tới, biết bọn ta là ai không? Là ai thì cũng không được bắt nạt hai ông bà già yếu chứ. Ta chính là... Không được, mình đã quyết tâm đi chu du thiên hạ như một thường dân rồi. Nếu bây giờ nói ra thân phận hoàng tử, mọi kế hoạch của mình sẽ khó thực hiện tiếp được. Sao? Ngươi là ai? Tôi chỉ là người qua đường thôi, nhưng thấy chuyện bất bình, không thể để yên được. Không để yên á, thì ngươi làm gì được bọn ta? Hả? Cái tên yếu ớt kia. Chúng có nhiều người, nếu đánh nhau e rằng mình không thể nào thắng nổi. Phải nghĩ cách gì thôi. Kìa chàng trai trẻ, cậu mau đi đi. Đừng có nhiều lời, không trả đủ thì xiết nhà cửa cho ta. Khoan đã, tôi sẽ trả giúp cho hai ông bà. Hả? Ngươi, nhìn bộ dạng của ngươi thì có được mấy đồng? Nhiêu đây đã đủ trả nợ cho hai ông bà này chưa? Cũng tạm tạm đó. Không ngờ nhìn ngươi vậy mà cũng có nhiều tiền nhỉ. Nếu đã lấy tiền rồi thì các ngươi hãy đi cho. À, ta chợt thấy túi vàng này vẫn chưa đủ, nhưng thêm con ngựa này thì sẽ đủ đó. Dắt ngựa tụi bay. Ngươi... Sao? Ngươi phản đối à? Thôi được rồi, ngươi lấy đi, và đừng làm phiền tới ông bà chủ quán nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều nghe. Sau này nếu cậu cần giúp đỡ, vợ chồng già này quyết không từ chối. Nhưng mà ông bà cho con hỏi, vì sao ở Dương quốc lại có những kẻ ngang ngược lộng hành như vậy? Sao ông bà không báo lên các công tước bá tước cai quản dùng? Vậy là cậu chưa biết rồi. Nghe nói bọn chúng quen biết với công tước gì đó, thế lực lắm. Chúng cho người dân mượn một, nhưng bắt trả gấp 10, gấp 100 lần. Ai không trả nổi thì bị đánh đập, xiết nhà cửa, làm nô dịch. Nói chung, từ ngày khu vực này chịu sự cai quản của công tước mới, đời sống người dân không còn thái bình thịnh vượng như trước nữa rồi. Vậy à? Công tước nào mà lại lộng hành như vậy? Khi mình trở về lâu đài, mình phải báo chuyện này với vua cha biết mới được. Dạ,
Nhà tôi chẳng có gì nhiều, có ít bánh trái tôi chuẩn bị sẵn, cậu hãy cầm lấy để ăn dọc đường nha. Dạ cảm ơn bà. Vợ chồng tôi mới phải là người cảm ơn cậu. Nhất định sau này nếu có dịp, chúng tôi sẽ báo đáp ân tình của cậu. Ông bà đừng khách sáo. Thôi, con phải lên đường kẻo trễ. Tạm biệt ông bà. Thưa thủ lĩnh, ngài đến gặp thuộc hạ có chuyện gì ạ? Nói mau, ngươi lấy ngựa và túi tiền vàng này từ đâu? Dạ, của một thằng nhãi ốm yếu lạ mặt, không biết từ đâu đến. Đây là ngựa và túi tiền của hoàng tử. Hắn đi hướng nào? Hướng ngôi nhà bán nước đằng kia, thưa thủ lĩnh. Nhưng có chuyện gì sao? Đó chính là hoàng tử Mè Sinh, người công tước đang tìm kiếm. Hả? Đó là hoàng tử sao? Thuộc hạ thấy hắn mặc đồ thường dân, chẳng giống con vua chút nào. Hắn ra ngoài thì phải cải trang, có vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra hả? Truyền lệnh của công tước, hễ thấy hắn phải lập tức trừ khử cho ta. Đi lâu như vậy mà không thấy nhà dân nào cả. Thôi, mình nghỉ tạm ở đây một chút vậy. Ngươi cũng đói bụng sao? Nè, ngươi có ăn thì cũng phải chịu cho ta một chút chứ. Mau trả túi đồ đây. Âm thanh nghe thật trong trẻo và vui tươi làm sao? Mình phải tìm hiểu đó là gì mới được. Tiếng đàn này quả thật hay hơn tất cả mọi giai điệu mình đã từng nghe trong lâu đài. Thật là thứ thanh âm kỳ diệu. Mình phải xin học mới được. À, tuyệt quá thưa ông. Đây là khúc nhạc tư du nhất mà con từng được nghe. Cậu là ai? Sao lại đến làng quê hẻo lánh này? Dạ con tên Mây Sinh, đang đi chu du thiên hạ để học nghệ thì tình cờ nghe được tiếng đàn của ông nên tới nơi này. À, là con khỉ ăn trộm túi đồ của con. Nó là khỉ của ông sao? Lô Ích, ngươi lại trêu ghẹo người khác nữa. Trả túi đồ ăn cho chàng trai trẻ mau. Bàn tay này sao mình có cảm giác quen quen. Xin lỗi cậu, con khỉ này bản chất không xấu, nhưng có cái tật hay quậy phá. Tôi phạt bao nhiêu lần mà vẫn chưa chừa. Dạ không sao, ông đừng bận tâm. Nhưng mà ông ơi, đây là đàn gì? Những thanh âm nghe thật là mê hoặc. Đây là đàn hạt, là loại đàn có âm thanh du dương trong sáng và có thể biên tấu rất nhiều giai điệu khác nhau. Ông có thể dạy đàn cho con được không? Dạy cho cậu à. Cậu hãy cho ta xem tay của cậu nào. Muốn học chơi đàn hạt cần phải có những ngón tay thon dài khéo léo. Tay chân cậu thô kệch như vậy, làm sao có thể học được những ngón đàn điêu luyện. Thôi, cậu hãy đi tìm nghề khác mà học sẽ tốt hơn. Dạ, có khó cách mấy con cũng xin được kiên trì học tập. Âm thanh của đàn hạt ngân vang bay bổng, khiến trái tim của con như nhảy múa reo vui. Đây chính là điều yêu thích mà bấy lâu nay con đang tìm kiếm. Xin ông hãy chỉ dạy cho con. Kỳ lạ thật, rõ ràng là vợ chồng bán nước chỉ cái hướng này mà, sao giờ lại không thấy dấu vết gì? Nơi này hẻo lánh thưa thớt như vậy, chắc chắn hắn sẽ cần tìm một nhà dân để nghỉ qua đêm. Chúng ta hãy chia nhau đi dò soát xung quanh cho thật kỹ, không được bỏ sót bất kỳ điểm nghi ngờ nào. Tuân lệnh thủ lĩnh. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, vẫn chưa có tin tức gì của Mè Sinh sao? Thưa đức vua, thần đã cử những binh lính tài giỏi nhất đi tìm hoàng tử, chắc sẽ sớm tìm ra thôi ạ. Sớm là bao lâu? Ta chỉ muốn biết con trai của mình hiện có đang an toàn hay không. Đó là con trai duy nhất của ta, là người thừa kế ngai vàng tương lai. Ngươi không được để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Thần lập tức dốc toàn lực tìm và bảo vệ hoàng tử an toàn. Xin đức vua hãy tin tưởng thần lần này. Đi làm ngay cho ta. Tuân lệnh đức vua. Nếu ta dạy đàn cho cậu, vậy ta sẽ được lợi gì?
thú thật với ông. Bây giờ con chẳng có tiền hay là bạc vàng để trả công cho ông. À đúng rồi, con sẽ làm tất cả việc nhà và phụ giúp những việc nặng nhọc mà ông cần. Thôi được rồi, thấy cậu ham học hỏi, ta sẽ chấp nhận dạy cậu. Nhưng ta có thêm một điều kiện. Dạ, là điều kiện gì xin ông cứ nói. Đó là cậu phải cảm âm hơn con khỉ lô ít của ta. Khi đó ta mới bắt đầu dạy cậu cách gãy đàn. Con khỉ của ông biết cảm âm sao? Có người không tin ngươi biết cảm âm kìa lô ích. Hãy chứng tỏ cho chàng trai trẻ này, mở mang tầm mắt đi nào. Chính xác là nốt la. Tới lượt cậu Mason. Đây là đúng là nốt mi. Giỏi lắm lôi. Thật là khó tin. Đúng là nếu như không ra khỏi lâu đài thì làm sao mình biết có những điều kỳ lạ như vậy. Sao nào, cậu đã tin lôi ích có khả năng cảm âm chưa? Không thể nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp khả năng của một ai đó, đúng không nào? Dạ thưa ông, con đã hiểu rồi. Trước tiên cậu phải phân biệt được độ cao của các nốt đồ rê mi fa sol la si, học cách cảm nhận được âm thanh và giai điệu tiếng đàn. Nếu không thể cảm âm hơn lô ích thì dù ta có cố dạy cậu cũng chẳng thể đàn giỏi được. Dạ thưa ông, con sẽ cố gắng luyện cảm âm thật tốt. Từ sáng mai cậu hãy luyện cảm âm với con khỉ lô ích của ta. Còn giờ trời sắp tối rồi, cậu mau đi thổi lửa nấu cơm cho ta đi. Dạ sao ạ? Thì chẳng phải cậu nói cậu sẽ làm hết việc nhà hay sao? Dạ đúng rồi, con đi làm ngay thưa ông. Lỗi, ngươi cũng đi phụ Mason một tay đi. Lỗi à, xin lỗi nha, ta không có cố ý. Thuộc hạ mất dấu hoàng tử ở khu vực này, thưa công tước. Các ngươi đã lùng sục tất cả nhà dân ở đây chưa? Thuộc hạ đã vào lật tung từng nhà để kiểm tra, nhưng vẫn không tìm ra hoàng tử. Thật kỳ lạ, đi thêm nữa là vực sâu không lối thoát. Chẳng lẽ tên hoàng tử mọc thêm cánh bay mất? Hắn có mọc cánh thì cũng không thể thoát. Các ngươi cảm thấy có gì lạ không? Ta vẫn có linh cảm hoàng tử đang ở đâu đây, rất gần. Louis à, chỉ cần ngươi chịu dạy ta cách cảm âm, ta sẽ đi vào rừng hái táo cho ngươi mỗi ngày, có chịu không? Vậy kể từ bây giờ chúng ta là bạn bè nha. Là nốt D, có phải không? Là gì ta? Cũng không đúng luôn hả? Do re mi fa sol la si do. Vậy là ta cảm âm được rồi, có đúng không? Do la la fa sol. Do si la sol fa mi re do. Mason. Dạ. Ông có gì muốn dặn dò? Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã nắm rõ âm luật, tự biết phân biệt nốt trầm, nốt bổng như đã hứa. Từ hôm nay, ta sẽ chính thức dạy đàn cho cậu. Ông nói thật sao? Con cảm ơn ông. Con cảm ơn thầy. Được. Vậy bài đầu tiên ta dạy con là tư thế cầm đàn hạt và những âm tiết cơ bản. Con ngồi xuống đây, ta sẽ làm mẫu một lần.
cha nuôi. Cha hiện thân đi, con có chuyện muốn nhờ cha giúp đỡ. Con trai, con muốn nhờ cha chuyện gì? Con đã truy lùng tung tích của hoàng tử nhiều tháng trời, nhưng rốt cuộc lại bị mất dấu ở một ngôi làng nhỏ. Không biết cha có cách gì giúp con không? Với năng lực và binh quyền của con hiện tại, không lý gì vẫn chưa tìm ra một tên hoàng tử yếu ớt như vậy. Có chăng là... Có chăng điều gì, thưa cha nuôi? Có chăng là hắn đã được ai giúp đỡ mới có thể trốn kỹ như vậy? Xưa kia là thần đất, và có một báo vật này có thể giúp ích được cho con. Đây là hòn đá phép thuật, có thể lần ra dấu chân của bất kỳ người nào. Con hãy luôn mang theo bên mình nha. Cảm ơn cha, vậy con xin phép đi ngay. Lúc trước, thiếp từng rất thất vọng vì Mai Sinh chẳng có chút tài năng nào. Thậm chí dung mạo còn xấu xí khác lạ. Nhưng từ lúc con rời đi, thiếp nhận ra thiếp chẳng cần con phải xuất sắc hơn người. Chỉ mong duy nhất một điều, đó là con có thể bình an trở về. Nhất định là con sẽ bình an thôi. Ta tin nội tâm của Mai Sơn mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó. Nếu không thì con đã không dám một mình rời khỏi lâu đài để bôn ba bên ngoài. Xin cầu thần mặt trời tối cao hãy dõi theo và bảo vệ cho con trai của chúng con. Thưa chủ nhân, y lời người dặn, chúng thuộc hạ canh gác khu vực này cả ngày lẫn đêm, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra hoàng tử. Không sao, ta đã có cách. Cách của công tước là hòn đá này sao? Phải, đây là hòn đá phép của cha nuôi ta. Mẹ xin, để xem ngươi còn trốn được không. Đá thần, bao giúp ta tìm ra dấu chân của hoàng tử Mẹ xin. Tốt lắm, không ngờ con có khả năng cảm thụ âm nhạc nhanh đến vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, con đã học được cách đàn nên những âm thanh trong trẻo, vui tươi như vậy rồi. Con cảm ơn thầy, cũng nhờ thầy tận tình chỉ dạy, con mới học được cách đánh đàn thật thuần thục. Cũng thật kỳ lạ, càng học, con càng cảm thấy tự tin vào chính mình. Đây là một cảm giác mà trước giờ con chưa bao giờ có được. Dạ, chẳng giấu gì thầy, từ lúc con sinh ra với hình hài khác lạ này, ai cũng cho rằng con không thể làm nên trò trống gì. Cho đến khi con gặp thầy và Louis, được tiếp xúc với âm nhạc, con mới hiểu là mình muốn gì. Mỗi người sinh ra đều có giá trị của riêng mình. Ngoại hình không nói lên tất cả, chỉ cần con tự tin vào chính mình, con nhất định sẽ tìm ra giá trị của bản thân. Wow, thật là thần kỳ. Chính là dấu chân của hắn. Mau đi theo hòn đá. Không, chuyện gì thế này? Hòn đá phép thuật của ta. Thì ra ở đây có một lớp sương ma thuật. Phải chăng tên hoàng tử này được ai đó giúp đỡ như điều cha nuôi dự đoán? Các ngươi hãy thử dùng kiếm đâm xuyên lớp xương này cho ta. Thưa chủ nhân, lớp xương này dường như bất khả xâm phạm, đao kiếm không thể xuyên qua được. Hắn đã có người giúp đỡ, ắt sẽ là mối họa khôn lường. Ta phải nhanh chóng nhờ cha nuôi tính kế mới được. Các ngươi cứ ở đây, ta sẽ sớm quay lại. Nguy rồi, hình như có ai đó đang cố tình phá gỡ kết giới. Hả? Thầy không khỏe sao? Thầy không sao, con cứ tiếp tục luyện đàn đi. Dạ. Lưỡi, lại đây ta bảo. Ngươi lại chỗ kết giới xem có chuyện gì. Nhớ, không được manh động, nghe chưa? Yeah.
Ngươi làm gì vậy? Thủ lĩnh nói gì vậy? Thuộc hạ có làm gì ngài đâu. Một con khỉ mà dám trêu bọn ta hả? Vậy là một con khỉ thôi mà. Để đó, ta xử cho. Để coi ngươi còn phá được hay không. Con khỉ này trông rất là quen. Hình như... Anh nhớ ra rồi. Ngươi chính là con khỉ đã cứu hoàng tử ở trong rừng. Chắc chắn ngươi biết hắn đang ở đâu. Mau dẫn đường cho bọn ta. Thủ lĩnh, ngài nhiều lời với một con khỉ làm gì? Cứ rút kiếm ra thì nó sợ liền thôi. Con khỉ kia, ta đếm tới ba. Nếu ngươi không dẫn ta đi tìm Mason thì đừng trách. Một. Ai mượn ngươi đếm? Để đó ta. Thuộc hạ lỡ lời, xin thủ lĩnh tha tội. Nhưng mà có giết mỗi một con khỉ thôi hay để thuộc hạ ra tay cho? Thôi, mời thủ lĩnh xuống kiếm. Một. Hai. Ba. Lưỡi, ta đã dặn ngươi sao hả? Ta đến muộn chút nữa là ngươi đã bị chém rồi, có biết không? Hả? Ông là ai? Mason, con không nhận ra thầy sao? Chuyện này là sao? Sao ông lại là thầy của con được? Hả? Ông chính là thầy của con sao? Nhưng thầy là... Ta chính là thần mặt trời, hóa thân thành ông lão, cố tình thử lòng và truyền dạy cách chơi đàn hạt cho con. Thì ra thầy chính là thần mặt trời tối cao. Con cảm ơn người đã dạy dỗ cho con suốt thời gian vừa qua. Mason, thật ra từ lâu ta đã biết con chính là hoàng tử, con của đức vua và hoàng hậu. Thì ra người đã biết tất cả rồi. Đúng vậy, ta biết và âm thầm theo dõi con từ khi con vừa mới sinh ra. Con có nhớ ai đã cứu con khỏi ngã xuống cái hố đầy gai nhọn trong rừng không? Con chỉ nhớ người cứu con rất giống một con khỉ. Lũi, có phải người đã cứu ta không? Hôm ấy, ta linh tính có điều không hay xảy ra với con, nên đã cử Lũi đi theo và bảo vệ cho con. Thì ra chính là Lũi, người đã cứu ta thoát chết. Cảm ơn ngươi. Mason, ta còn chuyện này muốn nói với con. Đó là bí mật về thân thế của con. Con có biết tại sao bản thân lại có hình dáng nửa người nửa lừa thế này không? Dạ thưa thần mặt trời, đó cũng chính là trăn trở lớn nhất của con. Vì sao từ khi sinh ra con lại khác với mọi người như vậy? Chuyện xảy ra từ hơn 20 năm trước. Khi đó thần đất vì mê sắc đẹp của mẹ con mà làm trái luật trời. Cứ ngỡ quỷ đất sẽ ăn năn hối lỗi, không ngờ hắn lại tích tụ oán khí tạo thành một viên ngọc đen nguyền rủa. Ngọc nguyền rủa? Nhưng mà ông ta nguyền rủa ai thưa thần mặt trời? Hắn đã trút mọi tức giận và nguyền rủa lên chính con đó, Mason. Là con sao? Thì ra là như vậy. Nhưng có một cách để hóa giải lời nguyền của quỷ đất. Hả? Là cách gì? Xin người hãy giúp con. Cách này chỉ có con mới có thể làm được. Đó là nếu con tìm ra một người con gái thật lòng yêu con thì lời nguyền sẽ lập tức bị phá bỏ. Nhưng làm gì có cô gái nào chịu yêu một người có bộ dạng giống như con. Mason, con không nhớ ta đã nói gì với con sao? Chỉ cần con tự tin vào chính mình, con nhất định sẽ tìm ra giá trị của bản thân. Tình yêu xuất phát từ cảm xúc nơi con tim, không phải về ngoại hình bên ngoài. Ta tin chỉ cần đủ chân thành, con nhất định sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Màn sương ánh vàng sao?
Đó có thể là kết giới do thần mặt trời dùng nắng để kết thành. Người phàm không thể qua được đâu. Vậy giờ con phải làm sao, thưa cha nuôi? Nếu ngày nào chưa trừ khử được Ma Sinh, còn ăn không ngon, ngủ không yên. Đây là mũi tên được rèn từ đá thạch anh trăm năm tuổi, có thể phá vỡ kết giới của thần mặt trời. Cảm ơn cha nuôi, vậy con đi ngay đây. Khoan đã, cho dù có phá vỡ kết giới, khi nào Ma Sinh còn được thần mặt trời bảo vệ, con sẽ không thể làm hại hắn được đâu. Vậy con phải làm sao? Thần mặt trời không thể xen quá nhiều vào chuyện của con người, càng không thể làm hại con người được. Được rồi, ta có cách để đánh lạc hướng hắn ta. Con cứ làm như thế này. Cảm ơn cha nuôi, con nhất định sẽ làm đúng lời cha dặn. Thần mặt trời, tôi xem ông làm cách gì để bảo vệ cho Mason. Thần mặt trời, người sao vậy? Ánh sáng trên người của người. Có kẻ đang phá núi cổng trời, nơi ta cư ngụ. Ta có thể cảm nhận được tiên khí của ta đang bị dấy bẩn. Nhanh lên, hãy dùng những thứ nước bẩn, rác rưởi hôi thối nhất ném vào cổng trời cho ta. Nhưng thưa công tước, núi cổng trời nổi tiếng linh thiêng, được xem là nơi ở của thần mặt trời. Chúng ta làm thế này liệu có đắc tội với thần linh hay không? Ta bảo ngươi làm thì làm mau, đừng nhiều lời. Dạ dạ, thần làm ngay. Con hãy đến núi cổng mặt trời, tạt nước bẩn, ném rác rưởi hôi thối nhất vào chiếc cổng giữa đỉnh núi. Làm như vậy sẽ khiến tiên khí của thần mặt trời bị dấy bẩn, tức khắc hắn sẽ trở về thôi. Khi đó không còn ai bảo vệ cho Mason nữa. Con hãy tranh thủ trừ khử hoàng tử ngay. Không được rồi, ta phải trở về núi cổng trời xem chuyện gì đang xảy ra. Con sẽ cùng đến núi cổng trời để giúp người. Không, con còn có sứ mệnh riêng của mình. Những gì cần dạy ta đã dạy xong. Thầy trò ta coi như tạm biệt ở đây. Con đường phía trước phải do con tiếp tục khám phá. Có phá giải được lời nguyền hay không phụ thuộc ở bản lĩnh của con. Ta là thần tiên, không thể can thiệp quá sâu vào đời sống con người. Như vậy là trái với luật trời. Ta tặng con một báu vật là đàn hạt thần, có thể tấu ra 3 giai điệu khác nhau tùy theo tâm trạng của người đàn. Đó là giai điệu vui tươi khiến muôn loài ca hát yêu đời, là giai điệu chua xót khiến người khác phải rơi lệ, và cuối cùng là giai điệu dịu êm khiến ai nghe đều chìm sâu vào giấc ngủ. Con hãy siêng năng tập luyện để phát huy công dụng của đàn thần, sau này ắt có dịp dùng đến. Cảm ơn thần mặt trời, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Còn Lô Ích, người nhanh nhẹn lại giỏi võ nghệ, hãy tiếp tục đồng hành và bảo vệ cho hoàng tử trong hành trình phía trước. Ta phải đi rồi, tạm biệt. Các ngươi to gan, dám làm dơ bẩn lãnh địa, tiêu hao tiên khí của ta. Chuyện thế này là đâu cản luôn rồi. Đâu qua, đâu qua. Cái tội giận coi như là mau chạy đi, chạy đi, chạy đi. Cổng trời đã bị dây bẩn nặng nề, ta tốn nhiều thời gian để khôi phục tiên khí đây. Rốt cuộc là ai đứng đằng sau chuyện này? Dạ, dạ. Chủ nhân, người đã trở lại. Anh là. Mũi tên bằng đá thạch anh trăm năm tuổi quả nhiên lợi hại. Cha nuôi có nhiều báu vật vậy mà giờ mới đưa ta. Hay quá, công tước thật là tài giỏi. Kết giới đã bị phá vỡ rồi nè. Các người mau chia nhau ra đi tìm Mason, hễ gặp là giết ngay cho ta, tránh hậu quả về sau. Tuân lệnh chủ nhân. Tuân lệnh công tước. Louis, ngươi có ý gì? Ý ngươi là có người hãm hại chúng ta, giờ chúng ta phải bỏ chạy sao? Nhưng mà trước giờ ta không gây thù chuốc oán với ai. Là ai muốn làm hại ta? Louis,
Ngươi đi đâu vậy? Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Các ngươi là muốn gì? Ta đã đưa hết tiền vàng và ngựa quý rồi, không còn gì nữa đâu. Ngươi còn thứ quý giá hơn vàng và ngựa nhiều. Đó là cái mạng của ngươi, hoàng tử Mason. Không đúng, làm sao các ngươi biết ta là hoàng tử? Coi ngươi kìa, bộ dạng này là hoàng tử hả? Ta thấy bọn ta còn xứng đáng hơn ngươi. Thôi, không nhiều lời, tụi bay đâu, xông lên. Louis, thì ra ngươi leo lên cây để chiến đấu bảo vệ ta. Chúng ta ba người mà sợ một thằng nhãi yếu ớt thì không nghĩ à. Mau đuổi theo. Ngươi là... Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là sát thủ áo đen đã ám sát vua cha bất thành trong rừng. Đúng vậy, cũng chính ta đã gài bẫy hố gai trong rừng. Ngươi lại được con khỉ này cứu thoát. Nhưng ta có thù gì với ngươi? Sao ngươi năm lần bảy lượt muốn hãm hại ta? Chỉ vì ngươi là cái gai trong mắt của chủ nhân, bắt buộc phải nhổ tận gốc. Vậy chủ nhân của ngươi là ai? Đừng có nhiều lời nữa. Hôm nay cho dù có con khỉ này thì cũng không cứu nổi ngươi đâu. Louis, cứu ta! Giúp sức cho thủ lĩnh, mau lên! Sống lên! Không! Louis! Ngươi thương tiếc cho con khỉ thì ta cho ngươi đi theo nó. Ta được cứu rồi! Công tước Robert! Ta ở đây! Chào chủ nhân! Chào công tước! Hả? Chuyện này... Chuyện này là sao? Robert! Ngươi! Tới giờ phút này mà cậu còn chưa hiểu sao, hoàng tử Mason? Thì ra, chính ngươi là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Tại sao chứ? Vì chỉ khi ngươi không còn, ta mới có thể chiếm lấy vị trí của ngươi. Vĩnh biệt hoàng tử lừa. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm, tên hoàng tử này chắc chắn không thể sống sót. Hoàng tử đã chết, đức vua lại tuổi già sức yếu, ngai vàng sớm muộn gì cũng thuộc về ta thôi. Các ngươi cứ đợi lệnh của ta. Không, đây chính là sợi dây chuyền ta đã tặng cho Mason. Mason lúc nào cũng mang nó trên người như báu vật. Ngươi tìm thấy sợi dây ở đâu? Có gặp Mason không? Thưa đức vua và hoàng hậu, thần tìm thấy vật này ở ngay vách núi. Phía trên có dấu vết của một cuộc ẩu đả. Thần đã không kịp bảo vệ hoàng tử. Hoàng tử đã... Không thể nào! Con trai của ta! Hoàng hậu! Đang được làm ta sợ mà! Người đâu? Louis! Ngươi vẫn còn sống! Tốt quá rồi! Không ngờ dưới vách núi này là có dây leo và nhiều cây cối rậm rạp như vậy. Cũng nhờ đó mà chúng ta mới may mắn thoát nạn. Cái đàn hạt của ta đâu rồi? Đúng là đàn thần, rơi từ trên cao xuống như vậy mà không bị gì cả. Thì ra lúc trước Robert cố tình kích tướng là để ta ra khỏi lâu đài cho hắn dễ dàng ra tay. Không được, Robert nham hiểm như vậy, ta phải mau chóng về lâu đài để báo với vua cha điều tra làm rõ. Louis, hãy nhìn lâu đài đằng xa kia. Có lẽ chúng ta đã đi qua vương quốc láng giềng rồi. Ta biết là ngươi thèm ăn táo. Ta cũng đói bụng lắm. Nhưng mà tiếc là lại chẳng còn đồng nào trong người. Ý của ngươi là ta đàn để kiếm tiền hả? Ta đàn, còn ngươi sẽ nhảy múa, pha trò sao? Dù gì ta cũng không có tiền. Thôi thì cứ thử đàn một khúc nhạc xem sao. Mọi người ơi, đằng kia có người biểu diễn kìa. Hả? Lại xem đi mẹ ơi, có cả khỉ nữa đó. Chàng trai này trông bộ xấu xí mà lại có thể đàn những bản nhạc thật đẹp. Hay quá, quan hô, quan hô. Không ngờ ở vùng quê này là có người đàn hay đến như vậy.
Xin chào, có thể cho tôi hỏi loại đàn anh sử dụng có tên là gì không? À, đây là đàn hạt. Tôi rất thích cây đàn này. Anh có thể bán lại cho tôi được không? Tôi sẽ mua với giá cao. Xin lỗi cô, đây là cây đàn do thầy tôi để lại. Nó có ý nghĩa với tôi hơn mọi thứ bạc vàng trên đời. Tôi sẽ không bao giờ bán nó đâu. Tôi mua bằng một túi vàng. Chẳng phải anh đang cần tiền đó sao? Xin cô hãy cất lại vàng cho. Đúng là tôi đang rất cần tiền để trở về Vương quốc bên cạnh. Nhưng tôi sẽ dùng đàn này để biểu diễn và kiếm tiền. Tôi đã nói rồi, dù có bao nhiêu vàng bạc, tôi cũng sẽ không bao giờ bán đàn đâu. Đúng là chàng trai có khí chất và tình nghĩa. Xin lỗi đã làm anh khó chịu, mong anh bỏ qua cho. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Linda. Từ nhỏ đã vô cùng yêu thích âm nhạc. Không biết tôi có thể nghe thêm vài khúc nhạc của anh nữa được không? À, chào Linda, tôi là Mason. Còn đây là con khỉ Louis, bạn đồng hành của tôi. Tôi rất sẵn lòng đàn cho cô nghe. Chỉ cần cô đừng đòi mua đàn của tôi nữa là được. Tốt lắm. Nếu đã diệt trừ được hoàng tử duy nhất của Vương quốc, chắc chắn ngai vàng sẽ thuộc về con. Đức vua và hoàng hậu rất tin tưởng con. Hiện họ vô cùng đau lòng vì chuyện của hoàng tử, nên mọi chuyện trong lâu đài đều giao lại cho con xử lý. Nhưng con vẫn còn e ngại các công tước, bá tước khác. Chuyện đó con không cần phải lo. Đức vua không còn người nói giỏi. Bây giờ chỉ cần ông ấy hạ lệnh truyền ngôi cho con thì còn ai dám phản đối nữa. Đây là đất U Mê do ta luyện thành. Mỗi ngày con hãy bỏ một ít vào thức ăn và nước uống của đức vua và hoàng hậu. Loại đất U Mê này sẽ khiến thần trí của con người trở nên điên đảo. Nhớ trước quên sau, chỉ một thời gian ngắn sau đó, con bảo gì họ cũng sẽ nghe theo lời của con. Hay quá. Bây giờ hoàng hậu đang bệnh nặng nên đức vua đã lơ là cảnh giác hơn. Con sẽ đi làm ngay. Cha hãy đợi tin tốt của con. Khoan đã Robert, con làm gì thì làm, nhưng nhất định không được làm hại đến tính mạng của hoàng hậu. Khi nào lên ngôi vua, con hãy dẫn hoàng hậu tới đây gặp ta. Cha muốn tự tay trả thù hoàng hậu. Con đã hiểu, tạm biệt cha. Hoàng hậu bệnh nặng sao? Không được, là nàng đã cự tuyệt tình cảm của ta. Đây là cái giá mà nàng phải trả. Mason, Mason, Mason về với mẹ. Mason ơi. Đức vua, người đã thức cả đêm qua mà chưa ăn uống gì. Người hãy ăn chút súp để có sức còn chăm lo cho hoàng hậu. Vương quốc còn nhiều việc chờ người giải quyết. Ta cảm thấy đau đầu quá. Robert, ngươi là người mà ta tin tưởng nhất trong các công tước bá tước. Hãy cứ tiếp tục thay ta giải quyết việc trong vương quốc. Thần xin dốc hết sức vì đức vua, không phụ lòng của người đã tin tưởng. Xin nè. Chàng cứ nói trước đi. Chuyện là như vậy. Ta... Hả? Nguy rồi. Ta còn chưa nói xong mà. Họ đang tìm bắt nàng sao? Chuyện này dài dòng lắm. Ơi, không trốn được rồi. Công chúa Linda, mong công chúa hãy nhanh chóng theo thuộc hạ về lâu đài. Đức vua đang tìm người. Hả? Nàng là công chúa à? Đợi ta một chút. Mason,
Thiếp không có nhiều thời gian nói rõ ràng mọi chuyện với chàng, nhưng ngày mai nhất định chàng phải đến lâu đài dự hội kén phò mã. Chàng hứa đi. Được, ta hứa. Khoan đã, ngươi có nghe gì không Luis? Hội kén phò mã nghĩa là nàng ấy cũng có tình cảm với ta Luis à? Mason, con đã về rồi. Đức vua, thần là Robert đây, người có sao không? Mason và ngươi cũng trạc tuổi nhau. Có lẽ vì quá đau buồn nên nhìn ngươi, ta cứ nhớ tới hoàng tử. Thưa đức vua, thần từ nhỏ không cha không mẹ, nếu người không chê, xin nhận thần làm con nuôi. Thần sẽ thay hoàng tử Mason đã mất, nguyện báo hiếu cho đức vua và hoàng hậu. Con trai của ta. Cha. Lúc này ở nước láng giềng, Mason đang tham gia cuộc thi kén phò mã. Chàng đã vận dụng tất cả kiến thức mà mình được dạy dỗ ở cung điện và những kiến thức học hỏi được trong hành trình của mình. Chàng đã đạt trong vòng thi kiến thức. Đến vòng thi võ thuật, kết quả của việc tập luyện hăng say, Mason...